tìm một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời nhiều vấn đề, lạc loài niềm tin, sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn đêm nay. Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ướt mi, chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn. Nhạc phẩm Và con tim đã vui trở lại qua các tiếng hát Thiên Tôn, Đình Bảo, Bằng Kiều, Lam Anh, Ngọc Anh và Nguyễn Hồng Nhung đã mở đầu cho chương trình Paris by Night 118 mang chủ đề Đức Huy 50 năm âm nhạc. Và thưa quý vị, chương trình hôm nay được gửi đến quý vị qua sự bảo trợ của hai nhà bảo trợ chính. Thứ nhất là công ty lụa Thái Tuấn, công ty lụa hàng đầu tại Việt Nam. Và thưa quý vị, các chiếc áo dài của các ca sĩ Vũ Công cũng như chiếc áo dạ hội của Kỳ Duyên là do lụa của Thái Tuấn qua thiết kế của Thái Nguyễn từ mẫu áo cho tới hoa văn. Và thưa quý vị, công ty thứ nhì là công ty nước giải khát Tân Hiệp Phát.
một công ty giải khát hàng đầu ở vùng Đông Nam Á với sản phẩm được bán tại 16 quốc gia. Xin cảm ơn hai nhà bảo trợ. And thank you singers and thank you dancers. Thưa quý vị, có lẽ quý vị cũng thấy được một người đứng bên cạnh Kỳ Duyên là một khuôn mặt mới. Và hôm nay chúng tôi rất là vui mừng có anh trên sân khấu Thúy Nga. Xin chào mừng anh đến với sân khấu Thúy Nga, anh Nguyễn Mạnh Cường. Cảm ơn Kỳ Duyên và Nguyễn Mạnh Cường, xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị đã đến dự ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Đức Huy đã thể hiện tình yêu nhẹ nhàng, trẻ trung. Anh đã dùng ca từ lãng mạn nhưng thật bình dị. Và tất cả những bài hát của anh đều là những bông hoa rực rỡ trong vườn hoa âm nhạc của Việt Nam. Và sau đây xin kính mời quý vị cùng chào đón người tình trăm năm của âm nhạc, nhạc sĩ Đức Huy. Tôi xin hân hạnh kính chào quý vị và xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả. Kính thưa quý vị, thật là một vinh dự lớn lao cho tôi hôm nay được ở đây chào đón quý vị đến với bữa tiệc âm nhạc đặc biệt đêm nay. Và tôi có thể thưa ngay với quý vị rằng tôi đang rất hào hứng, tôi đang phấn khích và tôi đang sung sướng. Vì nhiều lý do. Xin hỏi quý vị có thích cái áo dài tôi mặc không ạ? Lần đầu tiên tôi mặc áo dài để mà đứng chung sân khấu với lại hai MC. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và MC Nguyễn Mạnh Cường. Để cùng mời quý vị bước vào một chương trình âm nhạc thật là đặc sắc. Tôi xin hứa như vậy. Thưa quý vị, lần cuối cùng Kỳ Duyên gặp anh Đức Huy ở trên sân khấu Thúy Nga là cuốn Paris by Night 33. Cách đây cũng gần 20 năm, mà phải nói thật, không phải nói để cho anh vui. Nhìn lại thì em thấy anh không khác mấy. Em không biết là có phải vì... nghe qua âm nhạc của anh thì em thấy tất cả những cái sự trẻ trung, những cái sự yêu đời. Và có lẽ anh là một trong những nhạc sĩ rất hiếm, nhạc sĩ Việt Nam mà sáng tác có những bài vui. Tất nhiên nhạc của anh rất là đa dạng, nhưng mà em thấy là Và Con Tim Đã Vui Trở Lại, rồi Một Tình Yêu, rồi Người Tình Trăm Năm, những cái bài gọi là rất là vui và rất là đầy hy vọng. Thì không biết đó có phải là cái triết lý sống của anh mà nhờ như vậy mà anh được trẻ lâu như vậy không? Có thể là một phần, thưa quý vị và thưa Kỳ Duyên. Tôi nghĩ là cuộc sống chúng ta sẽ dễ sống hơn nếu mà chúng ta có hy vọng và chúng ta có cái sự lạc quan. Tức là lúc nào chúng ta cũng nhìn là nửa ly nước đầy. Nửa ly nước đầy thì em rất lấy làm lạ là tại vì cái nhạc phẩm mà mình sắp giới thiệu đây thì cái tên nó không có nghe lạc quan mấy. Nó không được vui mấy, nhưng mà đôi khi chúng ta nghe những cái bài buồn mà chúng ta lại thấy vui. Không, bây giờ em hỏi anh nè. Khóc một dòng sông thì quý vị nghe cười ở đâu được hả anh? Khóc một lần. Thôi thì về như vậy nè. Tôi xin mời quý vị thưởng thức trước. Rồi sau đó tôi sẽ đích thân giải thích tại sao mà ngay cả trong cái bài hát mang tên Khóc Một Dòng Sông, chúng ta vẫn có thể tìm thấy một cái niềm vui. Tôi không nói là tiếng cười. Chúng ta vẫn có thể tìm thấy cái niềm vui trong cái niềm đau. Okay. Vâng, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Khóc Một Dòng Sông qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hạ. Thank you.
đã khóc một dòng sông. Không chi xót xa cho bằng thân phận người xa nhà, sống một mình đơn côi. Cũng may bên này thời gian qua vun vút không như Sài Gòn, nếu không tôi đã khóc một dòng sông. Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông, một dòng sông. Dòng nhạc Đức Huy cùng ca khúc Khóc một dòng sông. Ngọc Hạ xin cảm ơn tất cả quý vị. Rồi bây giờ em xin bắt anh phải trả nợ cái câu hỏi vừa rồi. Em nghe cái bài này thì em thấy cả một dòng sông nước mắt mà anh nói. Làm sao tìm được một tia nắng nào ở trong một cái bài buồn như vậy? Vâng, thưa quý vị, chắc hẳn bài hát này sẽ buồn thê thảm nếu không có cái chữ cũng may và nếu không. Đấy, chúng tôi sống vì những cái chữ bé bé như thế thôi. Là cũng may bên này thời gian. Vâng, cũng như là người ta nói là nghe tin một người mới lập gia đình. Thế thì hỏi anh có hạnh phúc hay không? Thế nếu mà mình nghe bảo là anh ấy lấy được thì là mình biết là hạnh phúc rồi.
chứ còn mà anh lấy phải thôi. Xong rồi. Đúng à? Thế thì đây là cũng may. Vâng, cũng may. À, thành ra vẫn còn ngoi ngót được. Dạ. À, chứ không thôi là thấy đời tàn trong ngõ hẹp luôn. Vâng. Vâng. Và thưa quý vị. Quý vị đã hài lòng với câu trả lời chưa ạ? Dạ. Vâng. Thưa quý vị, nếu mà quý vị nghe một lát nữa đây giải giác trong chương trình, khi mà anh Đức Huy nói từng cái câu mà anh dùng trong cái nhạc của anh, thì quý vị mới thấy là tại sao khi mà ca sĩ chỉ hát sai một chữ là nó hoàn toàn thay đổi cái ý nghĩa, và mỗi một cái chữ anh xếp đặt ở đầu bài hát, ở giữa bài hát hay ở cuối bài hát, nó đều có những cái liên quan tới nhau. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, một nhạc phẩm nữa mà phải nói rằng là nhạc phẩm đầu tay của anh, khi anh viết năm anh mười chín, sắp hai mươi. Vâng. Thưa quý vị, lúc mới biết yêu ạ. Lúc và, mới biết yêu. Và rất là khờ lúc đó, và bây giờ cũng vẫn còn như, y hệt như thế. Người ta nói sao càng yêu càng dại hả anh? Vâng, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cơn Mưa Phùn. Phố nhỏ hàng cây rất giờ rụng hoa tàn úa, muôn chim bao mắt đen, người con gái hát một mình bài hát buồn như cuộc tình. Một sớm mai thức dậy, tình yêu rời chăn gối, bay theo những cơn mưa phùn. Làm cánh chim bé nhỏ, chiều nay nhiều mây xám, bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng. Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ, đèn đêm lặng lờ gục trên đường phố. Một mình đời úa tàn theo cuộc tình. Trên đường phố
con gái khóc một mình. Đời ua tàn theo cuộc tình. Cơn mưa phùn bay qua thành phố. Chào thưa, xin được chân thành cảm ơn tràng vỗ tay của quý vị. Và cũng nhân dịp này xin được kính chúc anh Đức Huy, nhạc sĩ Đức Huy của chúng ta được thật nhiều sức khỏe để mà tiếp tục viết thêm những bản tình ca thật là hay như thế này cho mọi người thưởng thức. Xin cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, nhạc phẩm Cơn Mưa Phùn được thể hiện qua tiếng hát trầm buồn của Trần Thái Hòa, nghe quá tuyệt vời. Anh, em cứ nghe nói là cơn mưa phùn, mà thật sự em không biết mưa phùn là mưa gì hả anh? Thật ra thì mưa phùn là những cơn mưa hạt nhỏ li ti, đôi khi người ta còn gọi là mưa bụi. Và cái cơn mưa này thường thường nó hay xảy ra ở những cái khu mà trời lạnh. Chẳng hạn như miền Bắc hoặc là trong miền Nam cũng có, như là thành phố Đà Lạt cũng hay có những cơn mưa phùn. Còn miền Nam thì chúng ta còn có những cơn mưa khác, còn gọi là mưa rào hay là mưa dông. Mưa dông là khi nào mà bão nó đến, người ta hay gọi là dông bão là như vậy. Sao anh biết dành vậy? Anh có biết là ở Seattle là cái thành phố mà mưa nhiều nhất nước Mỹ không? Và vì nó mưa nhiều quá, thành ra có lẽ là nó trời lạnh nó cũng mưa phùn như vậy, nó quanh năm suốt tháng. Thành ra Seattle là cái nơi mà người ta tự tử nhiều nhất đó. Vì cái không khí nó trông rất là ảm đạm, thưa quý vị. Và thưa quý vị, anh Cường cũng sống ở Seattle 15 năm rồi đó. Mà sao anh còn sống sót tới giờ này? Cái đó là cái em muốn hỏi là... Và kính thưa quý vị, với Kỳ Duyên là kính thưa quý vị, Nguyễn Đoàn Cường đã sống ở Seattle 15 năm. Nhưng mà Cường còn yêu đời lắm. Nên Cường đã dọn, nghĩa là vội dọn về Cali sống ngay sau 15 năm sống ở đó. Lúc nào không khí cũng ảm đạm. Và chúng ta có khoảng 9 cho tới 10 tháng không bao giờ thấy mặt trời. Bầu trời lúc nào cũng ảm đạm và mưa suốt ngày, suốt đêm. Nhưng mà như anh nói 9 tới 10 tháng thì có nghĩa là 3 tháng. Vậy thì anh cũng giống như anh Đức Huy là anh nói là cũng may nó có 3 tháng nắng chứ không thôi là... Chứ không thôi là 12 tháng mưa là xong rồi phải không? Đúng rồi. Nãy giờ em chưa hỏi anh, tại vì vào đầu chương trình mình phải nói những cái chuyện nghĩa là đàng hoàng một tí. Thì hôm nay lần đầu tiên anh đứng trên sân khấu Paris by Night thì cảm nghĩ của anh sao? Nếu mà nói không run thì không đúng. Nhưng mà thật ra kính thưa quý vị, khi Nguyễn Mạnh Cường đứng cạnh với Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì một điều thứ nhất đó là rất là lo. Lo ở đây là không biết đứng cạnh Kỳ Duyên. Đến chính anh Nguyễn Ngọc Ngạn đứng cạnh Kỳ Duyên bao nhiêu năm mà cũng bị ăn hiếp như thường thì không biết Cường như thế nào. Không biết là có qua con trăng này hay không. Anh đừng lo, em hứa với anh, em sẽ không ăn hiếp anh như em từng ăn hiếp anh Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhưng mà em sẽ ăn hiếp hơn thôi. Làm sao cho anh muốn dọn về Seattle luôn thôi. Không sao, nhưng mà kính thưa quý vị, thật ra thì khi anh em chúng tôi đã làm việc với nhau rất lâu thì đây chỉ là một câu chuyện đùa thôi, phải không ạ? Chưa chắc ạ. Nhưng mà thôi, cứ để tới cuối chương trình rồi mình tính sau. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Trần qua nhạc phẩm Mùa Hè Đẹp Nhất. Cho lá úa trên hàng cây.
Chiều mưa trên phố vắng, vẫn những tiếng mưa đều rơi. Màn đêm xuống rồi, ai đón em khi chiều tới? Tình yêu em giữ mãi trong những lá thư còn đây. Cảm ơn rất nhiều tới tất cả quý vị thính giả hôm nay, và xin chúc cho quý vị thử có một đêm nhạc thưởng ngoạn thật là nhiều kỷ niệm với âm nhạc của nhạc sĩ Đức Huy. Và thưa quý vị, Kỳ Duyên đang đứng đây với tiết mục rất là hấp dẫn là đố vui để tặng quà. Nhưng mà thưa quý vị, như là chúng tôi đã nói với quý vị trong show kỳ trước, là những ai mà nói sai, thay vì những lần trước thì chúng tôi vẫn phải kiếm người để trao cái giải đó, thì ai mà nói sai thì chúng tôi giữ cái giải đó lại và sẽ cho trong chương trình tới, cho tới khi nào có người trúng thôi. Thì cái giải nó sẽ càng ngày càng lớn, tựa như là một cái mega jackpot. Và thường đó thì chúng tôi sẽ đố vui, đố nhạc mà quý vị nhìn lên màn ảnh. Nhưng mà duy cái trường hợp đầu tiên này thì chúng tôi xin mời một người thân hữu rất dễ thương ra đây để cùng chúng tôi đấu vui với quý vị. Xin quý vị chào anh Daniel Phú. Và thưa quý vị, Daniel Phú là nhà tài trợ lông mi Lashes by Daniel Phú, được 4 bảng phát minh về lông mi. Và Daniel Phú bao giờ cũng có một cái câu duy nhất là tôi vào thế giới này chỉ để làm lông mi mà thôi. Có nghĩa là không làm cái gì khác ngoài làm lông mi hết. Nhưng mà hôm nay thì cái giải của Daniel Phú tặng bao nhiêu? Dạ thưa quý vị, ít lắm,
chỉ có 2.000 đô thôi. Và bây giờ cái đố là Daniel Phú sẽ hát một câu, rồi chúng tôi sẽ mời quý vị trả lời. Mà trước hết thì bây giờ Kỳ Duyên xin mời một người, ai muốn là giơ tay lên. Thôi bây giờ Daniel, giải của Daniel thì cho Daniel lựa một người thật là nhanh. Em thấy ai? Daniel muốn mời một bà mẹ thì hôm nay là ngày Mother's Day. Ok, thì em cứ nhìn vòng vòng thử coi, em cứ mời. À, trời dễ thương quá, rất là ý nghĩa. Dạ. Tay bác bận màu đồ đỏ giống như Daniel. Giống. Thấy cũng giống hai mẹ con thật lắm ấy quý vị hả? Nhìn cũng tựa tựa giống nhau. Bây giờ nè, bác để ý nghe Daniel hát nha, rồi cháu sẽ cho bác ba câu đáp án. Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Mưa rơi làm thêm khó câu giá từ, vì đường xa ước mơ. Bác ơi, hình như như vậy là quá dễ rồi đó. Bây giờ cũng cho bác ba câu trả lời. Đường xa ướt mi, nhưng mà nếu mà mi của Daniel Phú thì không có rớt ra được đâu. Đường xa ướt áo và đường xa ướt mưa. Dạ, đường xa ướt mi. Wow. Khoa. Bác ơi. Dạ thôi, không. Bây giờ ban giám khảo sao, anh Thi sao? Dạ rồi, thôi vậy thôi, đúng luật lệ thì phải xin đành cất cái này cho tới lần sau. Tại vì câu trả lời của bác là đường ra ướt mi. Dạ, xin lỗi, mời bác ngồi xuống. Phải không anh? Phải ban tổ chức nói không? I'm sorry, xin lỗi. Vừa rồi thì anh Daniel có pick up một bà mẹ mà bà mẹ này lại không trúng. Thì bây giờ Cường xin được phép pick một bà mẹ khác nữa được không ạ? Xin mời mời chị ra đây. Và thưa quý vị, phần thưởng này sẽ do công ty Viện Giải Phẫu Thẩm Mỹ Hạnh Phước bảo trợ. Và Hạnh Phước là một thân chủ đã gắn bó với trung tâm Thúy Nga từ thuở ban đầu. Nếu quý vị có nhu cầu về giải phẫu thẩm mỹ, xin gọi ở số 1-713-781-7999 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Và sau đây xin mời quý vị hãy hướng về màn ảnh để coi câu hỏi như thế nào. Gọi thầm tên em khi nắng chiều nhạt ngoài sân, trở về Cali sao nghe nhớ những. Và chúng ta có ba câu trả lời, đó là sao nghe nhớ nhung giang sầu, sao nghe nhớ nhung qua cầu, và sao nghe nhớ nhung điên đầu. Chắc là nghe bài này quá nhiều quá rồi điên cái đầu. Câu cái chữ số 1 hả? Số 1 là sao vậy? À, sao nghe nhớ nhung. Số 1 giang sầu. Dạ vâng, đúng rồi. Cảm ơn chị rất nhiều. Congratulations. Cảm ơn chị. Và thưa quý vị, xin mời Kỳ Duyên. Kỳ Duyên xin mời ngay một người. Kỳ Duyên rồi mời ngay một người. Sao hôm show này toàn các bà mẹ không à hả? À vâng. À, vậy thì xin mời xin mời bác đi. Cho bác một cơ hội nữa. Không phải bác khác chứ không phải bác đó. À, thưa quý vị, đây là tặng phẩm của công ty Lovex, là công ty Lovers Care, và Lovex là công ty mà Kỳ Duyên là đại diện. Thì công ty Lovers Care kem tắm sữa dê nguyên chất 100%, một loại sữa có nhiều vitamin với 3 lần lượt moisturizer, đem lại làn da trắng miệng thơm ngát. Lovers Care bảo vệ làn da mịn màng. Lovers Care là thương hiệu của mọi nhà. Xin liên lạc 1-855-588-9900. Và thưa quý vị, giải này thật ra chỉ là 1.000 đồng, nhưng lần trước cũng giải của Lovers Care thì có người không trúng, nên lần này là 2.000 đồng. Rồi, cháu xin mời bác nhìn lên màn ảnh.
vào buổi chiều, nhất là những buổi chiều. Thì quá dễ, tại vì Ngọc Hạ vừa mới hát xong. Và xin cho bác luôn ba câu: nhất là những buổi chiều đi chơi, nhất là những buổi chiều mưa rơi, nhất là những buổi chiều đi bơi. Bây giờ bác lấy bình tĩnh, đọc chậm chậm chứ đừng có đọc lộn nữa nha. Dạ, xin câu đọc lại thế. Nhất là những buổi chiều đi chơi, nhất là những buổi chiều mưa rơi, nhất là những buổi chiều đi bơi. Những buổi chiều mưa rơi. Rồi, rồi. Chúc mừng bác, Happy Mother's Day, 2.000 đồng. Dạ, cảm ơn bác nhiều. Và để tiếp tục chương trình, ban tổ chức đã lựa ra một anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh Nguyễn Mạnh Cường đây. Và phần thưởng kế tiếp sẽ do quán ăn Con Gà Trống với tặng phẩm là 1.000 Mỹ Kim. Quán ăn Con Gà Trống, hương vị món Khmer Việt, được chế biến từ những gia vị của vùng Khmer Việt Nam, Lào, Campuchia. Healthy food, không gian rất Việt Nam. Và khi Việt Kiều có về nước, nhớ mang theo ID, visa hoặc là bằng lái xe thì sẽ được giảm 10%. Và sau đây kính mời quý vị hãy hướng lên màn ảnh để xem câu hỏi. Xin một ngày mùa xuân nắng hồng, ta cùng về chung. Và ba câu trả lời: số 1 là ta cùng về chung mái nhà, số 2 ta cùng về chung lối mộng, số 3 ta cùng về chung chuyến đò. Dạ, ta cùng về chung lối mộng. Ta cùng về chung lối mộng, đúng rồi. Congratulations, chúc mừng em. Xin mời Kỳ Duyên. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, nhạc phẩm Trái Tim Ngục Tù qua một tiếng hát lần đầu tiên đến với sân khấu Thúy Nga, một nam ca sĩ rất đẹp trai mà Kỳ Duyên nghĩ rằng có nhiều cô cũng muốn tóm trái tim anh để nhốt vào ngục tù mãi mãi. Xin mời quý vị chào đón nam ca sĩ Đan Nguyên. Đã gọi em lời buồn chân mây, anh đã chờ em đến khi lá bay, anh đã nhiều lần bắt gặp mình trong gương, chẳng hiểu vì sao đời mình mãi lao đao. Xuân đến rồi đi, ngày tàn nắng ấm. Em đến rồi đi, như cơn sóng ngầm. Anh đã một lần được biết yêu em. Để bây giờ chỉ biết yêu em một mình. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn. Đến bao giờ anh tự hỏi, đến bao giờ anh mới quên được em. Anh đã tìm em từ muôn kiếp trước, anh đã gặp em để cho xót thương,
nhưng dấu ngàn lần cho ngàn lần phải khổ đau. Anh xin bằng lòng cho anh được biết yêu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến. Trái tim ngục tù, anh yêu em đến ngàn thu. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ Kỳ Duyên đang đứng đây với một vị khách mà cái giải thưởng của Platinum Sponsor của chương trình ngày hôm nay đó là phần thưởng của công ty Tân Hiệp Phát. Thưa quý vị, Tân Hiệp Phát là công ty nổi tiếng đầu tư các dây chuyền sản xuất hiện đại của Đức, các dòng nước giải khát như trà thảo mộc Dr. Thanh, nước tăng lực number one và trà xanh không độ đã đưa Tân Hiệp Phát vượt qua các đối thủ nước ngoài đứng đầu châu Á về nước giải khát. Và thưa em, giải thưởng của Tân Hiệp Phát là 1.000 đô. Bây giờ xin mời em nhìn lên màn ảnh. Nhìn ngày mai với niềm tin mới, một ngày mai huy hoàng trong. Và người ấy sẽ tìm thấy một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi, một ngày mai huy hoàng trong bóng đêm, một ngày mai huy hoàng trong khổ đau. Một ngày đêm huy hoàng trong nắng tươi. Đúng rồi. Chúc mừng chị ở Seattle, nơi mưa phùn quanh năm, cũng may là thắng được cái giải này rồi đấy nha. Phần thưởng kế tiếp sẽ là do Thúy Nga bảo trợ. Trung tâm Thúy Nga xin giới thiệu với quý vị, Sugoi là công ty sản xuất dược thảo Nhật Bản Fukuidan Muzuku từ đảo Okinawa. Fukuidan Muzuku có hàm lượng Fukuidan nhiều nhất so với các loại Fukuidan khác ở trên thế giới. Fukuidan Muzuku tăng cường sức khỏe và hệ thống miễn dịch trong cơ thể, giúp ngăn ngừa tế bào ung thư, phòng chống ưu bướu. Và Trung tâm Thúy Nga độc quyền phát hành và phân phối Fukuidan Muzuku. Mọi chi tiết xin liên lạc Trung tâm Thúy Nga ở số 714-894-5811 hoặc vào thuynga.shop.com. Và phần thưởng này sẽ là 1.000 đồng. Sau đây mời quý vị hãy hướng lên màn ảnh để xem câu hỏi. Từng giọt mưa, từng giọt buồn, ngoài sân vắng, buổi chiều tối dần. Từng giọt mưa như... Nào người có biết chăng? Và chúng ta có 3 câu trả lời. Từng giọt mưa như lận đận, từng giọt mưa như hờn giận, và từng giọt mưa như mờ nhạt. Hờn giận. Từng giọt mưa như hờn giận. Xin chúc mừng chị. Xin mời Kỳ Duyên. Và thưa quý vị, bây giờ Kỳ Duyên đang đứng ở đây với một giải do Viện Thẩm mỹ Khơ Thị
đứng số 1 tại Việt Nam về thẩm mỹ với các công nghệ máy móc hiện đại từ các nước nổi tiếng trên thế giới. Cùng với bàn tay vàng của các bác sĩ đầu ngành thẩm mỹ trên thế giới, đã nhận được sự tin tưởng và yêu quý của khách hàng và là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nhân và nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam và hải ngoại. Thưa quý vị, Khơ Thị giải là 1.000 đồng. Nhưng lần trước cũng tặng 1.000 đồng mà không ai trúng nên bây giờ 2.000 đồng. Xin chúc em may mắn. Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây, đâu vui với bạn bè và ly rượu ngon. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những... Dễ quá phải không? Thứ nhất là nhạc của anh Đức Huy là đã dễ rồi vì ai cũng thích và thuộc nhạc của anh. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những bạn bè, tôi yêu những người già, tôi yêu những người lạ. Dạ, cho đọc lại. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những bạn bè, tôi yêu những người già, tôi yêu những người lạ. Dạ, người già. Rồi, chúc mừng em. 2.000 đồng của thẩm mỹ viện Khơ Thị. Và xin trả lại cho anh Cường. Dạ vâng, cảm ơn Kiều Duyên. Và kế tiếp sẽ là phần thưởng 1.000 đồng của Sifa Fashion. Đây là thương hiệu thời trang hàng đầu dành cho phái nữ tại Việt Nam. Thời trang Sifa rất phong phú, đa dạng với nhiều mẫu thiết kế sang trọng, lịch lãm. Hệ thống này có hơn 80 cửa hàng trên toàn quốc của Sifa Fashion và luôn luôn hân hạnh được đón tiếp và phục vụ quý khách. Và sau đây xin mời quý vị hãy hướng lên màn ảnh. Con đường trơn ướt tiễn em ra đi chiều nay. Mùa thu mưa bay buồn trong mắt em đợi chờ. Chờ em nơi hẹn cũ, chờ em trên. Một lần yêu thương. Và chúng ta có 3 câu trả lời đây. Chúc anh may mắn nhiều nhé. Chờ em nơi hẹn cũ, chờ em trên bến xe. Chờ em nơi hẹn cũ, chờ em trên chiếc ghe. Và chờ em nơi hẹn cũ, chờ em trên lối xưa. Em trên hẹn cũ, chờ em trên lối xưa. Cảm ơn anh, chúc mừng anh. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình văn nghệ ngày hôm nay, chúng tôi xin hạnh giới thiệu quý vị với 2 tiếng hát qua liên khúc Chiều Hôm Nay và Đến Bên Anh cùng với Như Loan và Lương Tùng Quang. Gió bay nghe mùa lá úa trôi qua tâm hồn. Chiều hôm nay cô đơn trong tay còn thêm bút giá. Chiều hôm nay em nghe xót xa trong từng chiếc lá lạc loài trên phố. Chiều hôm nay buồn bằng đôi mắt em chờ anh đến. Chờ anh đến cất hết rối gian muộn phiền để đôi mắt em thôi thì thầm xa vắng những buổi chiều nhạt nắng còn vương vấn trong tôi. Chiều hôm nay mưa rơi ướt vai nghe mùa nắng mới đến soi trong đời. Chiều hôm nay em nghe đơn côi làn mây kéo tới. Chiều hôm nay trong cơn gió bay nghe mình ngất ngây chờ mùa thu đến. Chiều hôm nay buồn bằng
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lương Tùng Quang và Như Loan phải nói là một cặp mà quá ăn ảnh và quá đẹp đôi. Anh Đức Huy, hình như cái thời mà anh sáng tác nhiều mà hay nhất chính là những cái lúc mà anh không muốn sáng tác, mà anh muốn bỏ đi, là cái thời mà anh sống ở Hawaii. Anh có thể nói thêm là tại sao đang sống ở Cali rồi anh lại bỏ sang Hawaii, và anh làm gì trong những năm tháng ở Hawaii? Vâng, thưa quý vị, lúc mới sang định cư thì tôi ở Cali, cả miền Bắc lẫn miền Nam. Và cái thời gian tôi ở miền Nam Cali thì tôi ở cái thành phố San Gabriel, là nó dưới cái chân núi Pasadena, thì nó được tiếng là không khí ô nhiễm. Và tôi nhớ là có một thời gian cả gần nửa năm mà tôi chỉ thở bằng miệng thôi, tại vì hai cái mũi nó bị tắc. Vâng. Thế thì tình cờ vào khoảng tháng 4, vâng, năm 1983, tôi được mời sang Hawaii hát lần đầu tiên. Và tôi còn nhớ rõ cho đến bây giờ cái cảm giác mà khi mà máy bay dừng xuống và hành khách được phép đứng dậy đi ra. Ôi, cái thời ấy chúng ta còn được hút thuốc trên máy bay chứ chưa nghiêm ngặt như bây giờ. Vâng. Thế thì tôi nhớ là cái cánh cửa máy bay mới mở ra thì tôi nhìn thấy một bầu trời xanh ngát, có một ít mây trắng cũng giống như là ở Việt Nam mình. Và thương nữa là có mấy cái hàng dừa nó lại lắc lư. Và rồi tôi sướng quá, tôi đang cười cười thì khi mà bước xuống và lấy hành lý xong thì tôi mới chợt nhớ rằng mình đã thở được bằng mũi. Thế thành ra tôi có quyết định ngay, là tôi bảo là bằng giá nào là tôi phải về tôi thu xếp. Và đúng 3 tuần lễ sau thì tôi rời từ miền Nam Cali sang Hawaii lập nghiệp. Rồi từ đó có được một cái việc ở trên cái cruise ship. À vâng, vâng, trước hết thì chắc quý vị muốn biết là tôi sang bên đó làm cái gì. Thì trước khi sang đó thì tôi cũng đã nghiên cứu, là tôi thấy là bên đó có rất nhiều người Nhật, du khách Nhật sinh sống. Và tôi đi học tiếng Nhật trong 6 tháng. Và rồi tôi rất mê cái loại nhạc của Nhật là gọi là Enka, nó cũng giống như là nhạc vàng của Việt Nam. Thế tôi ôm đàn một mình rồi tôi hát những cái bài Enka ở những cái ba rượu ở cái ngay trung tâm Honolulu. Được đâu khoảng 3 tháng á, thì có rất nhiều người tưởng tôi là anh chàng Nhật Bản từ bên kia sang hát. Thế rồi tình cờ một bữa có một ông ông Tây, ông Tây, một ông Mỹ tóc vàng mắt xanh vào hỏi là tôi có muốn lên hát ở cái du thuyền ăn tối dinner cruise ở ngay Honolulu. Tôi bảo thế thì còn gì bằng, chứ tôi còn tôi ngồi trong cái bốn bức tường này tôi cũng ngột ngạt, với là cứ tối nào cũng phải nâng ly chúc mừng cũng oải lắm. Thế tôi lên tôi hát ở cái dinner cruise, hát xong rồi tôi đang thu xếp ampli, lúc đó thì chỉ có một đàn với ampli thì cũng dễ lắm. Đang thu xếp thì cũng chính cái ông mà ông mời tôi lại, ông bảo thế, ông chỉ sang cái bên mà anh có thấy hai cái cruise ship to đùng đó, cả hai cái màu trắng đó, Independence với lại cái gì quên rồi, lại quên, nhưng mà hai cái tàu to lắm, ai cũng biết, Hawaiian Cruise. Thế tôi bảo là ông nói đùa, tôi yêu lắm giờ cái cuộc sống mà đi từ cái cảng này sang cảng kia rồi phơi nắng giống như những cái tạp chí mà du lịch họ đăng, mà lúc đó độc thân rồi sướng nhất gọi gì. Thế thì ông bảo là bây giờ tôi không nói đùa đâu, bây giờ là 5 giờ chiều, bây giờ anh có khoảng 3 tiếng đồng hồ, 8 giờ anh phải quay lại đây, anh mang một cái hành trang ít thôi, anh sẽ lên tàu đó, anh làm việc một tuần, rồi tuần sau anh quay trở lại, rồi anh sửa soạn thêm. Tôi nói, wow, đây mới là cuộc sống ta mong đợi đây. Và thưa quý vị, đó là cái khởi đầu. Và rồi thôi tôi lên tàu rồi đi lang thang, rồi tôi mới biết là cũng không có là sung sướng như chúng ta nghĩ đâu. Tại vì không sung sướng, nhưng mà anh được đi những cái đảo đẹp nhất, giờ Bora Bora, Tahiti, toàn những cái nơi mà gọi là thiên đàng hạ giới không? Dạ vâng, thế nhưng mà nó có một cái là sống ở trên đó bao nhiêu năm? Dạ đến 5 năm. Tròn, vâng, hơn 5 năm một chút. Hơn 5 năm trên vâng, cruise ship. Thì tôi đã được đi một năm ở 5 cái đảo Hawaii, một năm ở những quần đảo Tahiti. Và tôi xin mách là nếu mà ai chưa đến Tahiti thì phải đi cho được Tahiti. Bora Bora là nơi đẹp nhất trên cái quả đất này. Vâng, đối với tôi.
và sau đó thì tôi được đi một năm ở cái Miami, đi những cái cruise mà những thánh là Saint Bernard với Saint John, Saint có nghĩa đó. Là những bãi biển đẹp nhất thì anh đã được đi. Nhưng mà bây giờ trở lại, có phải từ những bãi biển đó mà anh sáng tác ra cái bài White Sandy Beach, và bài đó đã được một ca sĩ rất nổi tiếng người Hawaii thâu? Dạ vâng, lại câu anh, chuyện này cũng kể. Khá lý thú. Vâng. Yeah. Thế thì đến cái năm cuối năm thứ năm thì những cái người bạn mà làm cùng trên tàu với tôi mới hỏi tôi trong một cái bữa mà cũng ngồi uống với nhau, thì họ nói là bây giờ là đến lúc mà anh sẽ phải quyết định, bởi vì như chúng tôi nếu mà không quyết định thì sẽ ở trên tàu này 10 năm, 15 năm, có người 20 năm và hoàn toàn không biết gì đến cái cuộc sống xảy ra trên đất liền. Có tổng thống mới hay là một cái động đất thì chúng tôi không hề quan tâm. Chúng tôi chỉ biết vui chơi sáng dậy đến một cái nơi mới, rồi thì chiều về đánh đàn, xong rồi tối cụng ly thế giờ đi ngủ. Và cuộc sống cứ là tiếp diễn như là một cái vụ hè quanh năm suốt tháng. Thì tôi mới quyết định là không, không được. Không thể nào mà tôi tiếp diễn như thế này, bởi vì còn rất nhiều việc mà tôi muốn làm. Và lúc đó thì tôi rất mê nhiếp ảnh, và tôi đã để dành dụm được một số vốn ít ít, và tôi đã ghi tên vào học một trong những cái trường nhiếp ảnh nổi tiếng nhất thế giới là Brooks Institute ở Santa Barbara. Và tôi học đến 2 năm gần ra trường thì tôi mới khám phá là lúc đó mới bắt đầu có Photoshop. Và tôi thấy là trời đất ơi, học này uổng quá, phí công quá, rồi tôi lại bỏ nhiếp ảnh. Và câu chuyện còn dài, tôi xin kể tiếp lát nữa đúng không ạ? Ok, vâng. Và thưa quý vị, sau đây là ba nhạc phẩm mà lát nữa anh phải nói là tại sao có Sandy Beach nha. Nhạc phẩm White Sandy Beach qua tiếng hát của Thiên Tôn, nhạc phẩm Tiếng Mưa Đen qua tiếng hát của Ngọc Anh, và nhạc phẩm Một Tình Yêu qua tiếng hát của Đình Bảo. I saw you in my dream. We were walking hand in hand on the white sandy beach of Hawaii. We were playing in the sun. We were having so much fun on the white sandy beach of Hawaii. Soul, the sound of the ocean.
Ở Hawaii, khí hậu nhiệt đới, hai mùa mưa nắng rất giống ở Việt Nam. Và vào một đêm mưa dài năm 1984, tôi đã chợt nghĩ rằng những giọt mưa cứ rơi mãi cũng giống như những giọt nước mắt khóc cho một cuộc tình đã ra đi từ bấy lâu nay. Còn lại chăng chỉ là những kỷ niệm, những nỗi đau triền miên. Và Tiếng Mưa Đêm là một trong những ca khúc tôi viết lâu nhất. Phải mất gần đến 3 năm tôi mới tìm được và ưng ý điệp khúc, cái đoạn là từng giọt mưa, từng giọt buồn, ngoài sân vắng buổi chiều tối dần. Trong tiếng mưa đêm.
trên biển gần 5 năm trời, bôn ba đây đó, để đến một ngày tôi chợt cảm thấy mình rất mỏi mệt vì con tim vẫn chưa bình an. Bấy giờ tôi chỉ có một ước ao duy nhất là tìm được một tình yêu cho đúng nghĩa, một tình yêu chân thực và bền lâu, một tình yêu mang lại niềm tin và hạnh phúc cho cuộc sống. Tôi đã nghĩ rằng một người dù có ở trên đỉnh cao sự nghiệp, thành công đủ mọi mặt, nhưng nếu chưa có một tình yêu như tôi vừa nói thì cuộc sống đó vẫn chưa được gọi là trọn vẹn và hạnh phúc. Yêu, nhìn ngày mai với niềm tin mới.
Thiên Tôn, Đình Bảo, Ngọc Anh. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, rõ ràng là khi nghe nhạc phẩm đó mình không thể nào mà đứng yên được, phải vừa nghe vừa nhún nhảy. Và nghe cái câu là nhìn ngày mai với niềm tin mới, một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi, là em có thể hình dung ra được là anh đang ngồi trên tàu nhìn một buổi bình minh và nhìn biển, nhìn nắng, và anh sáng tác cái bài đó. Dạ. Đúng. Vậy bây giờ trở lại câu chuyện White Sandy Beach. Vâng. Thứ nhất là tại sao anh lại làm một cái bài nhạc ngoại quốc? Và hình như là khi mà em nhìn cái bài đó ở trên Internet thì lại có cái tên tác giả là Willie Dan, chứ không phải là Đức Huy. Vâng. Thưa quý vị, năm 1989 thì tôi quyết định là rời, không làm cái cruise ship và đồng thời không chơi nhạc nữa. Không chơi nhạc? Vâng. Thì tôi có thể nói là chúng ta cứ thường nghĩ là mình chọn một cái nghiệp, nhưng mà khi mà đi sâu vào thì hình như là cái nghiệp nó chọn chúng ta. Tôi đã định bỏ mấy lần rồi nhưng mà cũng không xong. Và sau đó thì tôi về tôi học nhiếp ảnh được gần 2 năm. Thì tình cờ một hôm anh Tùng Giang, nhạc sĩ Tùng Giang anh mất rồi, anh mới lên thăm tôi. Anh bảo là nghe nói bạn học trên này. Thế lên thăm thì anh mới hỏi có gì mới không. Thì tôi bảo là không, tôi đang định là dẹp luôn, không thích làm gì hết. Thế nhưng mà có bài nào mới không? Thì tôi mới hát cho anh nghe Người Tình Trăm Năm, rồi hát cho anh nghe Một Tình Yêu và Con Tim Đã Vui Trở Lại. Thế anh bảo là không, không được. Anh không thể nào làm, tôi không thể nào để cho bạn làm như thế này được. Bạn phải quay trở lại. Và tôi quay trở lại, tôi thâu cái cuốn băng Người Tình Trăm Năm, lúc đó còn là cassette, thưa quý vị. Và đó là một trong những cái cuốn băng mà được bán nhiều nhất. Và trở lại với cái bài White Sandy Beach, thì trước khi mà tôi rời Hawaii thì tôi đã làm việc với hai ban nhạc, với những người bản xứ. Và trước khi đi thì tôi để lại cái bài White Sandy Beach mà tôi viết cách đó 2 năm. Và tôi nói là các anh cứ lấy ra mà dùng. Thế thì tình cờ một hôm cái anh, bây giờ anh cũng mất rồi, anh mới mất 3 năm trước, tên là Israel Owolu, hơi khó đọc tí, là một viên ngọc của Hawaii. Vâng. Thế thì anh mới thâu, rồi anh làm cái bài đó trở nên nổi tiếng, và bây giờ tôi may mắn vẫn còn nhận được tiền tác quyền. Vâng. Và chuyện còn dài, nhưng mà xin phép là bởi vì tôi thấy cái đèn chớp chớp rồi. Vâng, bây giờ tôi nhớ rồi. Vâng. Vâng, và thưa quý vị, đây là chắc là một nhạc phẩm mà tình nhất của anh Đức Huy, mà em cũng phải xin nói là về phương diện con gái thì một nhạc phẩm hèn nhất của người con gái, Đừng Xa Em Đêm Nay. Xin mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của Hoàng Thúy Vi. Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây, đừng xa em đêm nay đêm rất dài, vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn, con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây, đừng để em một mình nơi chốn này, hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em, và hãy nói anh vẫn yêu em.
giấc ngủ. Và đến Hawaii thì hầu như là ai cũng cảm thấy đây là không có quá đáng nếu mà người ta gọi là thiên đàng hạ giới. Và tôi thấy đây là cái nơi mà nếu mà có người yêu đi ăn mừng tình yêu thì đấy là cái nơi mà phải rủ nhau đến. Và đó là lý do tại sao tôi viết White Sandy Beach. Vâng. Đó là bãi cát trắng. Vâng, của Hawaii. Vâng. Và thưa anh Đức Huy, là chúng ta nên trở lại cái bài hát vừa rồi là Đừng Xa Em Đêm Nay. Nhưng mà thông thường thì khi phái nam thường thường hay năn nỉ phái nữ là đừng có xa anh đêm nay. Không biết cái bài này mà anh đề là đừng xa em đêm nay có phải là nhan sắc của nàng khiêm nhường quá không anh? Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế. Vâng, nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta hay đi tìm. Và cái quan trọng nhất trong cuộc sống là gì ngoài sức khỏe? Đó là tình yêu. Mà tình yêu thì bây giờ nó cũng giống như những cái thứ chung quanh chúng ta nhan nhản ra. Trung Quốc, hàng giỏm không? Thế thì tình yêu cũng thế, na ná tình yêu nhiều lắm. Thế thì chúng ta chẳng lẽ cứ quanh năm suốt tháng mất thì giờ đi tìm xong rồi để vài bữa sau biết không phải rồi lại bỏ rồi lại khởi đầu lại từ đầu hay sao? Đúng không? Vâng, mà có thể chúng ta sẽ có một bài nữa đó là Đừng Xa Nhau Đêm Nay. Nghe nó đúng hơn mà. Thế thì Đừng Xa Em Đêm Nay có nghĩa là một người đã tìm được cái ý chung nhân, là cái người mà hiểu cái lòng mình. Chứ còn nhiều người bây giờ đi với nhau, ở với nhau nhưng mà quả thật hình như là không quan tâm đến cái việc mà người kia có hiểu mình hay không. Tôi thấy không sao. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình văn nghệ tối hôm nay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nếu Xa Nhau qua tiếng hát của nữ ca sĩ Kỳ Phương Uyên. Nếu xa nhau, em xin làm mây thu khóc anh dài những tháng mưa ngâu, mưa thu buồn buồn đợi em bấy lâu, gió thu sầu hát bài ca nhớ nhau. Nếu xa nhau, em xin làm dòng sông nhớ anh nhiều những thoáng mênh. Trôi bao lá sông tim bay chiều lạc loài vương nhớ nhung, cùng tháng năm mây thu trôi lững thững cuối trời, biết bao giờ thôi phiêu lãng giữa thoáng mưa ngâu, anh có nghe chẳng bài
dàng. Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng. Biết bao giờ đời em thôi dở dàng. Kỳ Huyên xin chân thành cảm ơn những tình cảm của tất cả quý vị dành cho Kỳ Huyên rất là nhiều. Thank you. Kính thưa quý vị, đi đâu tôi cũng rất tự hào mình là người Việt Nam. Và tôi rất yêu quê hương tôi. Bởi vì Việt Nam có những điểm mà không một nơi nào khác có được. Chẳng hạn như tiếng nói, chẳng hạn như món ăn, thức uống, cái lối sống, cái nền tảng gia đình. Nói chung là cái văn hóa Việt Nam đã thấm vào người tôi ngay từ lúc tôi mới lọt lòng mẹ. Sau đây, mời quý vị nghe một bài hát Tự Tình, một ca khúc mang tên Và Tôi Cũng Yêu Em qua phần trình diễn của Tuấn Anh.
Tuấn Anh xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, có một nam ca sĩ đã yêu thích nhạc của anh Đức Huy từ lúc anh chưa là ca sĩ. Và sau này thì anh đã rất thành công với nhiều bài hát của nam ca sĩ Đức Huy. Bây giờ Kỳ Duyên xin mời anh ra đây để cùng chúng ta tâm tình và hỏi anh vì sao anh mê nhạc Đức Huy như vậy. Xin mời quý vị chào đón nam ca sĩ Don Hồ. Don Hồ xin được kính chào tất cả quý vị và hello Kỳ Duyên. Don, Duyên mời Don ra đây là vì Duyên tình cờ đọc một cái bài post của Don trên Facebook. Thưa quý vị, Don Hồ thì viết những cái bài post rất là hay. Nhưng mà đặc biệt có một lần Don viết về nhạc của anh Đức Huy, về hồi đó mới sang định cư ở đây và chỉ được nghe cái nhạc của anh và bắt đầu mê làm sao. Rất là hay, thì cái Duyên muốn Don kể lại cho khán giả cái cảm tình lúc đó và tại sao lại từ đó mà mê nhạc Đức Huy như vậy. Kính thưa quý vị, thưa với Kỳ Duyên, Don qua Mỹ năm 1981, Don ở một cái thành phố, Don ở thành phố St. Louis của tiểu bang Missouri, một cái thành phố rất là ít người Việt và một thành phố nó rất là buồn. Thì ba anh em đi chung với nhau, tụi Don gọi là đi diễn con bà Phước, tức là nhà thờ Bảo Lãnh, và ba anh em được vô ở một cái apartment trong trống rỗng không có cái gì hết. Thì cuộc sống mới nó rất là có nhiều cam go và ba anh em lần đầu tiên vẫn mới lớn, hai anh của Don thì mới lớn, Don thì lúc đó còn nhỏ. Thì ba anh em ngày trước sống chung với bố mẹ thì có tất cả mọi thứ bố mẹ lo. Thì chuyến này lần này là lần đầu tiên mà đi ra tự lập. Dạ rồi, thì tất cả quý vị ở đây đã biết được cái cảnh của chúng ta lúc mà mới đi định cư. Và một hôm thì trời, hôm đó trời mưa bão. Và cách đó khoảng chừng vài tháng thì có người bỏ quên ở nhà Don một cái cassette tape của một người ca sĩ, nhạc sĩ gì mà nhìn lạ quắc lạ quơ. Mà cái bìa, cái lúc đó Don ghét cái bìa trắng đen lắm. Mà cái bìa của cái người cassette đó nó màu trắng đen. Nó xấu ơi là xấu. Thì, dạ, với Don thì Don cầm lên Don coi. Cơn mưa phùn bay đi cánh chim biển gì nọ, mấy cái bài lạ quắc cái Don quăng quăng bên Don thèm nghe. Dạ cái hôm đó trời mưa buồn quá. Dạ mà buổi chiều chập choạng đèn đường lên rồi. Buồn, nó buồn một cách kinh khủng, một cái thành phố nó đã buồn rồi, trời mưa nó còn buồn hơn nữa. Thì không, nó buồn quá mà hai anh đi đâu không thấy về. Thì Don không biết làm gì, thì mới sực nhớ ra là cái băng cassette xấu xấu mình quăng vào góc nhà. Dạ lôi ra mở vào nghe. Dạ chúng ngay bài cơn mưa phùn. Dạ ngoài trời mưa phùn. Dạ khóc như chưa bao giờ được khóc. Dạ. Vâng. Và mặc kính thưa quý vị, nếu mà quý vị, tất cả chúng ta ở ngoại quốc này, đi qua đây những cái thời đầu nghe những cái bài nhạc của nhạc sĩ Đức Huy nó rất là thấm, tại vì nó rất là gần gũi với mình. Và nó càng nghe thì Don lại thấy những cái nhạc phẩm của anh nó có cái tươi vui trong đó, mà đằng sau nó có những cái sâu lắng. Và mình càng nghe mình càng thấy gần gũi. Có những cái bài mà thí dụ như là bài Bay đi cánh chim biển. Dạ, Don nghe Don thấy nó giống như là anh nói về cái cuộc sống của Don, cái giấc mơ làm cánh chim bay đi bốn phương. Và trên sân khấu trình diễn, Don sắp trình diễn, Don có thể nói sơ có phải là những tà áo trắng của các vũ công tựa cho những cánh chim biển. Dạ thưa, hôm nay Don được hân hạnh trình bày một nhạc phẩm mà Don rất là ưa thích. Vừa rồi Don nói là Bay đi cánh chim biển. Dạ thưa, trong nhạc phẩm này có những cánh chim và những bóng của những cánh chim, nó in ở trên mặt nước biển. Và nó có đôi mắt của một cô bé, một cô bé mà trong một cuộc hải trình 36 năm về trước, Don đã được ngồi bên cạnh cô bé mà Don không hề biết tên. Don thì đã thực hiện được ước mơ của mình, Don đã được ở bên này. Còn cô bé thì dạ thưa bị mất tích, không bao giờ kiếm lại được. Và Don hôm nay Don được xin phép tất cả quý vị, và nhất là xin phép anh Đức Huy, để dành câu hát Bay đi cánh chim biển hiền lành tặng cho cô bé của ngày thời đó. Vâng, xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của Don Hồ qua nhạc phẩm Bay đi cánh chim biển. Thank you.
giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu bay ra khỏi tầm tay và tiếng xa. Chân em chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em khi mặt trời đổ trên đôi cánh buông theo tiếng hát của người vì thù lượn trên sóng vỗ về gành đá chim bay qua lang thang cánh gió chiều buồn trắng men san hô đất trời rộng sao em không bên khỏi tầm tay và tiếng xa. Gió reo tên em trùng dương vỗ sóng về để đón bước em quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối giờ. Kỳ Duyên đang cầm một cái giải thưởng do Citizen Việt Nam, và cái giải thưởng này ngoài tiền còn có tới 2 cái đồng hồ. Thành ra Kỳ Duyên cần một cặp
vợ chồng hay là một cặp nào? Xin mời ai đi có đôi có lứa? Xin mời ai đi có đôi có lứa? Dạ. À, cô với chú ạ, à? Em vậy mời cô chú xuống đây. Xin mời cô chú xuống đây. Và thưa quý vị, à, trong khi mời cô chú xuống thì Kỳ Duyên xin đọc qua. Hân hạnh giới thiệu đến quý vị một món quà đặc biệt, hai cái đồng hồ Citizen Eco Drive từ Citizen tại Việt Nam. Citizen là hiệu hàng đã có trên 100 năm. Quý vị cũng đã biết Citizen cũng đã bán trên 100 nước trên thế giới. Năm nay 2016 cũng là 40 năm sinh nhật của Eco Drive. Eco Drive là công nghệ dùng ánh sáng để chạy đồng hồ mà không cần pin. Thưa quý vị, quà tặng là của Citizen Việt Nam. Cộng thêm đó là 300 đồng tiền mặt và hai cái đồng hồ. À, thưa anh xin ra. Thưa quý vị đây, một cái đồng hồ. Dạ cháu cho chú cầm tạm trước, nhưng mà nếu mà sai thì chú cháu xin lấy lại. Dạ được cô đây. Rồi bây giờ cháu, đây là cái lúc mà cô chú phải chọn lựa là ai sẽ là người giải đáp câu hỏi. Chú hay cô? Cô một người thôi nha, chú không được giúp nha. Rồi à, xin mời cô nhìn lên trên màn ảnh để nghe. Đất trời rộng sao em không bên đâu. Quá dễ cho cô, vừa nghe Don Hồ hát, bây giờ lại nghe lại. Rồi xin cho cô, bay ra khỏi chiều nay và tiếng sóng, bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng, bay ra khỏi người say và tiếng sóng. Bay ra tầm tay. Hay quá. Chúc mừng cô chú và hai cặp đồng hồ và 300 đồng. Dạ, cảm ơn cô chú. Và thưa quý vị, để tiếp theo đó là công ty USIS Consulting. Đây là công ty tư vấn hàng đầu về chương trình đầu tư định cư do chính phủ Hoa Kỳ mời gọi. Cả gia đình nhà đầu tư gồm có vợ chồng và các con sẽ được cấp thẻ xanh và được hưởng quyền lợi như là thường trú nhân Hoa Kỳ. Con em sẽ được học trường tại Hoa Kỳ miễn phí. USIS hiện có văn phòng tại Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và đã giúp rất nhiều gia đình Việt Nam thành công định cư tại Hoa Kỳ với xác suất thành công là 100%. Và chúng tôi được biết công ty USIS Consulting sẽ có 1.000 đồng tiền cash và 5.000 đồng gift certificate. Xin mời quý vị hãy hướng theo lên trên màn ảnh. Anh đã tìm em từ trong. Anh đã gặp em đi cho xót thương. Và câu trả lời cũng rất là dễ. Câu số 1. Anh đã tìm em từ trong kiếp trước. Anh đã tìm em từ trong lu nước. Hay là anh đã tìm em từ trong bà Phước. Câu trả lời là gì? Dạ, câu số 1 là từ trong kiếp trước. Từ trong kiếp trước. Cảm ơn anh, chúc mừng anh. Và sau đây là phần thưởng của USIS Consulting, 1.000 đồng tiền cash và 5.000 đồng gift certificate. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Trở lại với Kỳ Duyên. Và thưa quý vị, bây giờ là phần thưởng của bác sĩ Huỳnh Gia Bảo và công ty Jade. Xin giới thiệu Ameno Fokudan, sản phẩm đặc biệt với công thức mới, 100% nguyên liệu thiên nhiên từ Nhật Bản, chống lại bệnh tật, tăng tốc độ phục hồi cơ thể, giảm sự phát triển của các tế bào ung thư, chống lão hóa, giúp chúng ta yêu đời, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp hơn. Lần đầu tiên có trên nước Mỹ, Ameno Fokudan là sản phẩm cần có trong mọi gia đình. Và thưa anh, quà tặng là 500 đô. Bây giờ xin mời nhìn lên màn ảnh. Chiều mưa trên phố vắng, say dứt tiếng mưa buồn rơi, ngày qua rất vội. Giăng mơ ngõ tối. Bài này hơi khó, không phải là một trong những bài quen thuộc của anh Đức Huy. Rồi cho anh hai câu nha. Ngày qua rất vội chấm chấm. Ngày qua rất vội em đứng giăng mờ ngõ tối. Ngày qua rất vội nước mắt giăng mờ ngõ tối.
Ngày qua rất vội, mây xám răng mờ ngõ tối. Xin lại ba chữ nha. Em đứng, nước mắt hoặc là mây xám. Nước mắt. Xin lỗi. Rồi. Vậy thì chúng tôi xin giữ lại phần quà 500 đồng này để tăng lần sau. Xin trả lại cho anh Cường. Dạ vâng, tiếp theo chương trình là của công ty You Know IP Box. Hân hạnh giới thiệu với quý vị hệ thống truyền hình IPTV đầu tiên của người Việt hải ngoại, với hơn 7 đài truyền hình Việt ngữ theo từng kênh riêng biệt khác nhau như là kênh tin tức, kênh phim bộ. Đặc biệt sử dụng được tất cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Sau đây mời quý vị hãy nhìn lên màn ảnh và phần thưởng này sẽ là 1.000 đồng. Thành phố này, thành phố mưa bay, như mãi mãi trong sương mù, đường em về. Vâng, chúng ta có 3 câu trả lời, đó là như mãi mãi mùa đông trong sương mù. Câu thứ nhì là như mãi mãi mùa thu trong sương mù. Và câu thứ ba là như mãi mãi ngồi đây trong sương mù. Mùa đông. Wow, sorry chị, mãi mãi là mùa thu trong sương mù mới là câu trả lời đúng. Cảm ơn chị rất nhiều, mời chị trở về chỗ. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, mời quý vị trở lại với phần trình diễn văn nghệ ngày hôm nay qua nhạc phẩm Giấc mơ trong mộng với tiếng hát của nữ ca sĩ Lam Anh. Mà hiu hắt thao thức khuất che hàng mây xám, dù em lá khô về theo cơn gió, dù em giấc mơ trong mộng, yêu anh gúng em lệ hoen. Chiếc bóng tháng năm em mãi trông chờ, cho dù như giấc mơ trong mộng, nhiều đêm thức giấc trong vắng trong vòng tay đêm dài. Trong tình yêu hoang vắng, dù em giấc mơ trong mộng, nhiều đêm thức giấc trong vắng trong vòng tay.
Và thưa quý vị, như quý vị đã thấy, hôm nay cũng có vài người không trúng được giải. Thì những giải đó chúng tôi sẽ để dành cho tới cuốn 119 và số tiền sẽ được nhân lên gấp đôi. Và bây giờ thưa quý vị, là một tặng phẩm của công ty Thái Tuấn, cũng là người bảo trợ chính trong chương trình hôm nay. Công ty lụa Thái Tuấn chuyên cung cấp các loại vải thời trang hàng đầu tại Việt Nam, với định hướng sẽ trở thành thương hiệu quốc tế cung cấp vải thời trang toàn cầu. Và em rất là may mắn, Thái Tuấn tặng 2.000 đô. Xin mời em. Em đi rồi cây có buồn say, em đi rồi hoa lá. Em đi rồi tay gầy nào vậy? Rồi, bài hát này cũng là rất là quen thuộc. Em đi rồi hoa lá về đây. Em đi rồi hoa lá sầu lây. Em đi rồi hoa lá mừng thay. Em đi rồi hoa lá sầu lây. Chúc mừng em. 2.000 đồng của Thái Tuấn. Và thưa quý vị, phần thưởng kế tiếp sẽ do công ty D&D Gel với 2.000 đồng tiền mặt cùng với 2.000 đồng gift certificate. D&D Gel xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ và bình chọn D&D Gel tốt nhất trên thị trường. Hiện nay thì công ty D&D Gel đã có top gel, gel không cần chùi, rất bóng. Để đáp nhu cầu của khách, D&D đã có Mood Change Color Gel với nhiều màu sắc. Sau đây mời quý vị hãy theo dõi trên màn ảnh. Nếu anh là dạng đông, em sẽ là chim hót. Nếu anh là, em là cây lá rụng. Ba câu trả lời. Câu thứ nhất, nếu anh là cơn gió, em là cây lá rụng. Câu số 2, nếu anh là bão tố, em là cây lá rụng. Câu số 3, nếu anh là cây búa, em là cây lá rụng. Em chọn câu số 1 là cơn gió. Wow, congratulations. Cảm ơn em, đây là phần giải thưởng của D&D Gel. Cảm ơn em rất nhiều, chúc mừng. Và thưa quý vị, kế đến là phần giải thưởng của Nguyễn Kim. Nguyễn Kim là hệ thống bán lẻ hiện đại điện máy, sản phẩm số hàng đầu tại Việt Nam, phủ rộng trên toàn quốc. Quý khách đến Nguyễn Kim có thể mua các loại điện tử của các thương hiệu hàng đầu thế giới với nhiều khuyến mãi và trợ giá hấp dẫn, phục vụ chuyên nghiệp, miễn phí giao nhận, hỗ trợ vật tư, lắp đặt, bảo hành chính hãng. Và thưa quý vị, phần tặng của Nguyễn Kim là 2.500. Chúng ta nãy giờ chỉ thấy 2.000, bây giờ có 2.500. Chúc em may mắn. Dáng mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Bài này quá vui, và nếu em trúng được thì chắc em cũng có đủ tiền để đi cruise ship về vùng biển vắng. Thứ nhất là trên vai anh buông chân, cho anh hôn liền. Trên vai anh buông trần cho anh hết tiền. Trên vai anh buông trần cho anh mơ mộng. Dạ mơ mộng. Và chúc mừng em sẽ mơ mộng trên vùng biển vắng. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình văn nghệ của 50 năm âm nhạc Đức Huy, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu quý vị nhạc phẩm thêm một lần nữa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Tuyết. Hãy đến yêu tôi thêm
một lần nữa thôi. Vẫn biết luôn rằng ta sẽ yêu người đến cuối cuộc đời. Vẫn biết yêu người là đời xong tô thêm một lần nữa. Còn nắng hồng và thiên đàng hai chúng mình vẫn còn khung trời màu xanh. Nếu anh đừng xa rời em, biết đâu tình yêu trở lại. Em xin anh thêm một lần, thêm một lần nữa thôi. Người yêu ơi, hãy đến lần nữa thôi. Người yêu ơi, hãy đến yêu tôi thêm một lần nữa thôi. Vẫn biết luôn rằng ta sẽ yêu người đến cuối cuộc đời. Vẫn biết yêu người là đời xong tôi thêm một lần nữa thôi. Còn nắng hồng và thiên đàng hai chúng mình vẫn còn khung trời màu xanh. Nếu anh đừng xa rời em, biết đâu tình yêu trở lại. Em xin anh thêm một lần, thêm một lần nữa thôi. Người yêu ơi, lần nữa thôi. Người yêu ơi, hãy đến yêu tôi thêm một lần nữa thôi. Vẫn biết luôn rằng ta sẽ yêu người đến cuối cuộc đời. Vẫn biết yêu người là đời xong tôi thêm một lần nữa thôi. Vẫn biết yêu người là đời xong tôi thêm một lần nữa. Xin chân thành cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả quý vị và xin chúc cho quý vị có một đêm nghe nhạc thật là vui. Thưa quý vị, khi mà Kỳ Duyên hỏi anh Đức Huy thêm một lần nữa thôi có nghĩa là gì? Có nghĩa là chả lẽ mình cứ tham lam, mình yêu một lần rồi mà mình cứ muốn là yêu thêm. Nhưng mà anh nói thật sự ra cái bài này là viết cho những người mà họ đang yêu, hoặc là có thể những cặp vợ chồng đã sống lâu năm với nhau và có những cái trắc trở. Tại vì cuộc tình nào đâu có phải lúc nào cũng êm đềm thưa quý vị. Có lúc lên lúc xuống và có những lúc đã định bỏ nhau rồi. Nhưng mà họ năn nỉ và họ cố gà hàng gắn. Và nhiều khi mình chỉ dáng thêm một chút nữa thôi thì mình sẽ vượt qua được cái sự khó khăn đó và có thể mình sẽ ở lâu dài với nhau hơn. Anh có đồng ý không? Thật ra thì người ta hay nói là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Nhưng mà thưa quý vị, tình đến rồi tình đi, đôi khi mình cũng vẫn phải cố gắng để mà mình giữ lại cái mối tình đó để làm sao để vun đắp cái hạnh phúc của mình. Thật ra thì
nhưng mà con người đều có số cả. Có người thì long đong lận đận với tình duyên, có người thì không chiến mà thành, tự nhiên có hạnh phúc suốt đời, họ không bao giờ họ đi theo đuổi cả. Vậy anh có nghĩ đó là cái hạnh phúc là nếu mình gặp, tự nhiên mình gặp đúng cái người hạp thì mình không có phải cố gắng lắm? Hay là anh nghĩ rằng cái hạnh phúc mình phải cố gắng mới đạt được? Hay là ý muốn hỏi là cái trời cho hay là cái mình phải cố gắng hơn? Thì đằng nào cũng thế, chúng ta là con người, chúng ta luôn luôn cũng phải cố gắng để chúng ta đạt được những gì mà chúng ta mong muốn. Rồi bây giờ qua một nhạc phẩm kế tiếp, thì đó là một cái bài mà đây một đà bài rất là đặc biệt do anh Đức Huy sẽ trình bày lát nữa đây. Đó là bài Tiếng đàn guitar. Nhưng mà anh đã nói là thường thường lúc nãy anh mới nói là gì? Tiếng đàn guitar là cái gì bổ bối hay nhất gì đó? Thưa với quý vị là đối với đàn ông mà chúng tôi biết chơi đàn thì thường tôi dùng cái đàn đó là một cái bổ bối để mà đi tán đào. Thường thường gảy lên một vài ca khúc thật là vui nhộn hay là một bài tình cảm nào đấy, có thể là chiếm một con tim của một cô đào này đấy mà mình yêu, rất là dễ chứ không phải là khó. Còn những người mà không biết đánh đàn thì không biết, chắc là phải hát thôi. Kỳ Duyên cứ thấy như là anh Đức Huy có một cái hay, đó là anh thích làm cái gì là anh làm ngay tại chỗ, ngay tại nơi và không cần suy nghĩ. Và thấy cuộc đời của anh rất là vui. Đối với mình, nhiều khi mình thấy mình sống một nơi mình không thích, mình không bao giờ dám bỏ đi. Tại vì mình sợ, không biết tới nơi mới nó làm sao. Nhưng mà đối với anh, như anh nói đó, chỉ có 3 tuần là anh dọn đi. Rồi anh cứ đi theo cái con tim, cái tiếng gọi của con tim của anh. Và có lẽ vì vậy mà anh còn trẻ mãi. Sau đây, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tiếng đàn guitar dưới giọng ca và phần trình diễn của anh Đức Huy. Mong em vẫn còn nhớ
bảo vệ ơi ơi Huy ơi, yêu cầu xuống đi. Anh Huy đưa đi đây. Anh Huy đâu rồi? Ủa mới nghe nữa mà. Anh Huy đâu rồi? Anh Huy đâu? Trời ơi, té luôn rồi kìa. Hả? Té hả? Vô. Đây nè. Anh Huy bên kia. Hả? Bên kia. Anh Huy chạy với anh Huy ơi. Kinh khủng quá. Chị Mừng gọi đại bàn, bồ câu nghe rõ trả lời. Nghe rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Nghe rồi, chim cút nghe rồi. Đưa thằng chủ ra đi. Xong hết chưa? Xong hết rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, đưa thằng chủ ra đi. Nè. Cái chuyện gì mà ông xòm vậy? Hả? Tất cả mọi chuyện đi. Các chú làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày ra cái gì vậy? An toàn rồi, một con kiến cũng không chui qua được. Mày điên hả? Này, không có kiến nào ở trong này đâu. Cái quần này tao ủi mà, nó cũng chết rồi. Này, thế là cái chuyện mà bố mẹ tôi mướn hai anh làm vệ sĩ là có thật đấy à? Dạ có. Ôi dồi, thế thì chết tôi rồi. Tôi đâu có cần vệ sĩ gì, tôi có... Phải cần chứ. Có chuyện gì đâu. Phải cần chứ. Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng. Đó. Trèo cao thì té đau. Tào lao. Tôi nghĩ á, ông bà mướn tôi á, đó là cái trách nhiệm của tụi tôi phải làm là phải bảo vệ anh. Nhưng mà bảo vệ, có ai muốn làm gì tôi đâu mà bảo vệ. Có, hồi nãy đó có một con búp bê bị hư đó. Nó chạy, nếu không có tụi tôi thì chết chắc. Nguy hiểm lắm. Thôi tôi thấy là cái chuyện này nó không, tôi không quen đâu. Làm này thì người ta để ý, nó trông như là dở hơi á. Dạ không sao đâu. Đây là ông bà chỉ mướn có hai người thôi. Chứ còn bình thường có những ca sĩ khác, người ta mướn tới mười mấy người mà khán giả không ai bu. À thế thì nói chuyện đến ông bà, thế thì tôi dặn hai chú là đón bố mẹ tôi sang đây để xem cái show 50 năm của tôi. Bây giờ ông bà đâu? Xong hết rồi, yên tâm, thân chủ yên tâm. Giao cho tôi là yên tâm. Bởi vậy à, không thích nhưng mà ông bà ngồi đâu? Chỉ cho tôi coi. Dạ, xong hết rồi. Bây giờ đang ngồi rồi, đang ngồi một cái nơi rất là đẹp. Đang ở Paris rồi. Cái gì? Tại sao là Paris? Cái show Thúy Nga ở Cali, show Paris by night là ở Cali, mà tại sao lại đi Paris? Tại thiếu cái chữ by night. Ông biểu book show, book vé cho má tôi đi Thiên Nga Paris. Tôi tưởng nó qua bển coi bà Thiên Nga. Thôi chết rồi. Thôi qua đó mới gặp bà Thúy thôi, chưa thấy bà Nga. Nói phải nói rõ ràng chứ. Bây giờ book vé rồi, qua bên đó rồi. Các chú không hiểu là nếu mà hôm nay ông bà cụ tôi mà không có mặt ở đây thì không có ai giúp tôi giải quyết được cái mớ bòng bong này. Tôi điên đầu. Mớ bòng bong gì? Còn tụi tôi chi? Thân chủ nói gì kỳ vậy? Đây tụi tôi là theo lời ông bà chủ là phải bảo vệ mà. Phục vụ là có phương châm. Đúng. Phục vụ là phải có phương châm. Bảo vệ thân chủ. Lương lãnh đủ. Thôi. Hai chú im đi. Tôi không biết giải quyết cái vụ này thôi. Sao mà chửi quá trời chửi vậy? Cả tháng có 6.000 đô mà chửi gì thú. Làm bảo vệ mà chửi như ở đời á. Tôi nói rồi hồi xưa đừng có làm security, đi làm người mẫu chứ không nghe. Ông điên hả? Chân có thước mốc làm người mẫu. Từ đầu tới chân á, tính cái chân không còn đỡ. Biết vậy rồi. Mà mình á, tại vì mình nghĩ là mình lực lưỡng cho nên mình mới đi làm bảo vệ. Chứ nếu mình ốm yếu đâu bảo vệ làm gì? Ốm yếu mới dễ lan lỗi ông ơi, sao mắc cười quá. Ông ngộ thiệt. Hơi. Gì? Búp bê hư nó ra lại rồi. Bảo vệ thân chủ. Tìm một con đường, tìm một lối ra. Ngày qua ngày, tìm hoài không ra. Chỉ chỗ cho bả ra đi. Anh Huy đâu? Anh Huy nó quên, anh Huy của tôi đâu? Sao hồi nãy anh gạt tôi? Tôi vô trọng kia không thấy anh Huy đâu hết. Anh Huy đâu? Thím ơi Thím, tự trọng xíu đi Thím. Hả? Đúng rồi, phải giữ tự trọng. Yêu cầu anh khiêng bà ra ngoài. Đó là trách nhiệm của mình, khiêng bà ra ngoài. Khiêng bà này cho gãy lưng hả? Bà như con heo gì mà sao khiêng nổi? Anh Huy đâu? Trời ơi, tôi yêu anh mà. Cái gì? Hả? Yêu anh Huy hả? À. Cái gì? Trời ơi,
Thì ra thân chủ mình ăn ốc đổ vỏ, hốt nhỏ rồi xong giờ bỏ nhỏ này. Bây giờ người ta mới đi tìm á hả? Nó mới đi tìm đó. Chết rồi. Mà ông này cũng hay á, nhỏ gì mà ăn hết được hay thiệt. Cái thẩm mỹ về nghệ thuật thì có. Đúng rồi. Mà thẩm mỹ về mỹ thuật hình như Đức Huy không có. Ghê quá, nó giống như cái phim con gì Annabelle gì đó. Hả? Ghê quá. Đâu anh Huy đâu? Hả? Anh Huy đâu? Nè nè đi. Hả? Anh Huy đâu? Giạt ra đi, giạt ra, yêu cầu giạt ra đi. Giạt cái gì? Này này. Anh Huy đâu? À đây đây. Anh Huy. Anh Huy. Trời ơi. Ơi ơi. Ủa? Ơi. Em là ai? Hả? Em là ai vậy? Kéo ai ra. Vậy? Ai vậy? Làm gì vậy? Ta tôi muốn tặng anh Huy. Anh Huy tuổi con heo mà. Tặng anh nè. Đưa đây. Này, lấy con heo này, lấy con heo này. Dạ thôi lấy con heo này đi. Lấy heo này đi. Anh Huy, anh không nhớ em hả? Em là ai? Em nhắc Huy ơi. Này chị ơi. Bữa nay là anh nói là ba má anh tới đây để coi mắt em mà. À. Em có phải là Jennifer trên mạng không? Dạ đúng rồi, Jennifer đấy. Trời ơi. Thôi thiệt với em. Bây giờ nhiều Jennifer quá, đâu biết Jennifer nào. À, mà hai cái Jennifer kia tôi biết là hai Jennifer đẹp không á. Jennifer Phạm với Jennifer Nguyễn là bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà đẹp á. Thì có ăn có thôi, cũng Jennifer vậy. Con này phơ chứ gì mà phơ. Cẩn thận, thân chủ, cẩn thận. Cái gì? Ủa, mà anh làm gì đâu? Cẩn thận, nó đè là chết đó. Không. Cái gì vậy? Không, không, để tôi nói, bình tĩnh, cô này không sao đâu. Có hơi khác cái hình mà em gửi cho anh trên mạng thôi. Chắc là có Photoshop gì vậy phải không? Dạ. Nó không có Photoshop đâu, nó chặt đầu con khác nó để vô. Ông đừng có xạo. Không có, hình của em thiệt đó mà. Nhưng mà sao? Hả? Sao em ăn mặc kỳ cục vậy? Không, cái style em nó vậy mà. Rồi em lên đây. Rồi em lên đây làm cái gì vậy? Trời ơi. Muốn ngồi nè. Anh quên rồi hả? Anh nói với em là bữa nay ba má tới đây ha, cô mắt em có đúng em gặp rồi, em sẽ dẫn anh với ba má anh ra Cà Băng rút 1 triệu đô ra cho xài. Trời ơi. Sao nó giàu dữ vậy? Ghê ta, xấu xấu mà giàu ghê. Kệ mẹ, nhắm mắt làm liều đi. Cái đó của ông Huy mà. Thì bây giờ ông hốt, tôi với ông hốt luôn. À kệ đi. À ba má có rồi. Ba má sắp tới rồi. Không, nhưng mà cái chuyện đó nó ba má tới đây rồi. Có. Thì tại vậy? Tới đây khoan, lúc khoan. Dạ. Để em tôi giải quyết cho. À, ba má của anh Huy tới rồi. Đâu? À, đang ngồi kéo máy ngoài kia. Ủa? À, đúng rồi. Tội nghiệp bác gái thua 5.000. Thua 5.000 kéo không được. Thua 5.000 bây giờ cái tay hết đánh piano được rồi. Chuyện nhỏ. Thua 5.000 phải không? Đây, cầm lấy 10.000 qua. Ha. Ra ngoài đưa hai bác, mời hai bác vô nha. Trời ơi. Thôi em, không được. Anh không thể nào để em làm chuyện không này. Không sao mà làm. Không có nhiều đâu, kỳ lắm. Anh cứ yên tâm đi, thôi hai người đứng tâm sự đi, tôi ra tôi mời bác vô. Dạ. Hay quá nha. Trời ơi, sao tụi bay để tao đây? Quỳ, sao anh hứng hờ với em vậy? Cái ghét quá à. Anh quên nè hả? Anh quên là anh nhắc có những kỷ niệm với em rất là nhiều mà. Em biết không? À, mỗi lần em nghe cái bài hát mà Người Tình Trăm Năm á, em có cảm giác là anh viết cái bài đó riêng tặng cho em á. Bậy bạ nè. Anh biết hồi đó là hồi em chưa đẻ luôn mà. Nhưng mà em có cảm giác vậy mà. Hay là hồi nãy có cái đàn đó anh lấy ra, cái đàn cho em hát chút xíu được không? Giỡn chơi hoài. Chơi gì? Đi vô nè, đi, đàn cho em hát đi mà. Đàn đâu? Đã quá, nịnh được cái rồi. Là sao? Mày ngồi ha, ngồi ha. Dạ, đứng nè, đứng cho nó sung lên. Lại nè. Vô nhanh, vô luôn nha. Vô, 2, 3. Đến một ngày nào đó em sang, một ngày nào đó em nhớ có một lần mình nói ta yêu nhau, có luật sư làm chứng. Bầu trời sợ lời của tôi rồi đó bà. Cái gì vậy mới hay chứ, có phần trăng gì, phần trăng đâu bằng luật sư anh. Luật sư có giấy tờ đàng hoàng. Rồi một lần
đa chọn nghề hiến dân. Với anh em mãi là người tình chăm nén. Thiếu nhan sắc nhưng mà hát cũng gần được. Đâu anh thấy nhan sắc anh đẹp mà. Nãy em ngồi ghế kia cái ông kia ông chạy nước miếng má trời. Quay á quay. Ủa ai vậy? Quay hả? Quay á quay. Ai vậy? Quay á. Ủa? Quay á. Thôi cái này đủ rồi. Quay á quay. Đủ rồi, giãn ra cho tao. Quay á. Con ở đâu rồi? Dạ con đây Quy đâu bò? À cái biệt anh là mùa đây. Quy đâu? Tới đó cái biệt anh là mùa đây. Hả? À, nhìn Quy. Ba má anh. Ủa sao kỳ vậy? À, anh nói tiếng Bắc, rồi ba anh nói tiếng Trung, còn má anh nói tiếng gì trong tiếng Thái vậy? Anh cũng không biết làm sao luôn. Má anh nghe kỹ rồi coi nó nói gì vậy? Quy đâu? Tại sao? Tại sao mày đi ở má Di Khờ? Mày hát mày bỏ ba má mày ở dưới quê. Ông nói cho con hiểu chứ cà đi. Để tôi tống dịch cho lên để ở mẹ mày đi cá lơ mì đâu rồi. Ủa cái gì vậy? Ăn đi mày chủ nám rồi ăn đi à mày đi cá ăn đi à mì đâu. À bịch. Ai qua mày hát được không? Tại em đúng không? Ba má dưới quê không biết gì trơn. Để tôi thông dịch cho lại nói là đi lẩu quán mà cũng biết gì trơn như thế. Là cái gì với anh? Sắp hiểu rồi. Nói gì em không nghe không được. Anh cũng sắp hiểu thôi. Khi nào anh hiểu anh nói em nghe. Dạ. À ta hầu chưa? Hầu chưa bỏ mày đẻ mày ra mày nuôi mày rồi lớn lên rồi mày bỏ mày đi má chột nám rồi mày không về mày bỏ mày má dưới quê rồi mới đuối mày chơi trơn. Hả? Để mà thông dịch cho là tôi đè con rã đây là cho con bù đây. Chứ là không ai biết thế, chứ con đi mẹ chục năm á, chứ con chưa về thế. Quy! Để tôi dịch cho. Nói gì vậy? Thôi nói được rồi. Núa không có hiểu gì hết trơn. Thôi tôi dịch cho nè con. Thôi cho má mày nói là mày cho mày về cho bấu đó. Rồi cho mày cho đủ rồi. Ba má nói gì vậy em nghe được. Má nói đó là nhìn cái tướng em mà mai mốt đẻ đó. Dạ. Nhiều sữa cho con bú lắm. Bà qua bà nói chuyện đi không hiểu. Ý là bà nói là con á là cháu ní là con á có lấy tân lũy đó là có như là con đẻ nhiều là con có chừa cho con là bù đó. Con nói không có hiểu cái nuốt cái tiếng mà khó nghe để tôi nuốt cho nghe. Tao bà cháu là cái quay đâu chứ quê là cháu là lớn lên hồi xưa má cho ông bú nhờ ông bú hạt hà. Dạ là sao? Đó nhưng thì đó vậy thôi. Không hiểu gì cả. Thôi mà ta thấy hai đứa bay đẹp đôi rồi. Đám cưới đây. Đám cưới luôn. Dạ khoan. À, con tự giới thiệu. Con là Jennifer. Biết rồi. Không biết. Ngu. À, thấy hai đứa đẹp đôi là bạc chó. Hai đứa lấy nhau luôn. Lại nhau đi. Đám cưới đi. Ta nói giảm ra. Em nhập vào. Ta được rồi đó, mày hốt rồi đi về mày hốt con này thôi, về thôi, mày thôi, ăn thôi, một hả? Năm. Thôi. Này mày hốt con này về mày ăn thịt tới thanh ghi vi thôi. Hay thịt. Bác ơi bác. Tôi bác bỏ không? Hai ông bây giờ. Hai bác ơi. Hai ông lột mặt nạ ra dùm đi. Hai bác muốn hỏi tôi gì không? Bác cái gì hai anh security. Rồi con tên là Jennifer gì? Ngài Jennifer. Jennifer. Dạ. Jennifer. Dạ. Cách mẹ nè. Đàn bò con ghế mà có rau ông ơi. Phơ. Dạ. Phơ ơi phơ. Dạ. Rồi ta có nguyên quán ở đâu? Dạ hồi đó con có nguyên quán phở. Giờ con ế qua con sang rồi. Con này sao nó ngu dữ vậy? Tôi hỏi nó nguyên quán mà hắn kêu không có quán phở. Hắn có quán phở kệ cho hắn chứ. Ê, ý bạch tái hồi là cái quê quán. À, không, quán của con không có quê đâu, sang lắm. À, bị quán sang quá, nó sang quán rồi. Quán mày sang kệ mày chứ. Ý tao hỏi mày là cái quê, cái chỗ mà
ba má mày. Cái nơi mà ba má sanh em ra. Ba má mày một đêm không ngủ cỡ mày đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Dạ. Quê. Dạ, ở bệnh viện Từ Vũ á. Con này nó ngu mà nó ngu kiên nhẫn ghê. Con này lại về khó đào tạo. Đúng rồi. Tài năng tiềm ẩn nhưng mà rất khó đào tạo. Thôi, lật bài ngửa chơi với nó đi. Rồi. Tôi nói cho cô nghe nè. Cô á không phải là đàn bà gì hết. Ê, cho chấm lấy cho mày. Ủa? Cái... Lấy đi. Lấy đây, đây. Cái... Hai... Nãy hai giờ... người này là... Sự... Nãy giờ đó, anh thấy cái chuyện nó rối quá. Tại vì anh muốn trình bày sự thật cho em nghe. Đó. Cái này là hai người sư. Dạ đúng, ai đem là sư cô. Sư cô đó tí. Là bởi vì... Dạ, tụi em là... cũng chỉ là sư cô lấy tiền thôi. Ủa sao hai người ta? Sư cô cả một tháng mà lãnh lương có một lần. Có gì kỳ vậy? Thì đó. Sao hai người vô làm giả ba má anh Huy là sao? Đây là như thế này, để anh trình bày. Là dạo sau này đó, anh đi hát thì có rất nhiều người hâm mộ. Dạ. Và mỗi người hâm mộ một cách khác nhau. Dễ sợ. Đúng không? Dễ sợ. Và đi nơi nào thì mà mình được người hâm mộ, như vậy là quý rồi. Dễ sợ. Và gặp cái trường hợp như em đó thì anh cũng rất quý. Mà mấy người này lại lên lại ngăn cản em. Thì thật ra anh nghĩ là em cũng không cần phải cải trang làm gái như thế này. Dễ sợ. Dễ sợ. Em hiểu không? Thế thì anh nghĩ là em cứ cứ là em, rồi em nói là em lên em muốn gặp ai thì em gặp, thì người ta sẽ cho em gặp. Không được, em muốn gặp mấy lần rồi mà hai cái ông nội này cứ cản hoài, cho nên em mới giả gái gì chứ. Giả gái gì mà thích mẹ luôn à. Thế tại sao mà em không email cho anh để anh biết trước, hay là em gửi thơ? Em gửi mấy trăm lá thơ email cho anh mà sao anh không trả lời? Anh có nhận được cái gì đâu. Ôi, sao kỳ vậy? Hai đứa kia mấy cái email tụi bay xóa hết rồi hả? Dạ xóa hết rồi, thơ nhận được đốt hết rồi. Đó, anh thấy không? Hai con này kỳ cục ghê. Thấy cái chuyện này đâu cần phải rối. Không mà bây giờ nó nói cho cô. Cái gì? Ai? Bây giờ kêu bằng cái gì? Con, không phải thằng. Ôi, con thằng Lăng. Con thằng Lăng. Cái gì? Bây giờ tôi nói cho anh cô nghe nè. Anh cô nghe. Cô anh nghe nè. Mệt quá, nói cho bê đê nghe nè. Mệt rồi. Bây giờ ái mộ kiểu nào cũng có hết. Đó, như là anh Đức Huy anh nói rồi. Nhưng mà ái mộ là nó có nhiều cách ái mộ. Mình thương người ta, nghệ sĩ rất cần cái tình thương của khán giả. Nhưng mình bày tỏ cái tình cảm của mình như thế nào, đừng làm cho nghệ sĩ người ta sợ. Nói nè, làm vậy là đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói gì mà tới nói chuyện. Bận đồ dây là tôi đã thấy sợ rồi. Sợ cái gì? Tại bắt buộc lắm em mới làm vậy thôi chứ bộ. Thật ra là em biết anh Huy á, mới đợi anh hát xong á, là anh người này rất là cô nương. Em chỉ muốn gặp thần tượng của em, kết nghĩa là anh em thôi. Nhưng mà mấy anh khó quá, mới lần lại gần anh cứ đuổi đi hoài. Ủa thì tôi ăn cơm chúa phải múa tối ngày, lãnh lương sư cô phải lo cho đầy đủ chứ. Thôi. Sư cô đi tên mà. Em biết rồi. Thôi về mốt em không có giả gái nữa. Thích đúng rồi, mai mốt anh cứ để bình thường con người của anh. Tụi tôi sẽ lo cho anh hết mọi cái. Mà anh nói trước nha, anh em không phải là BD đâu đó. Anh là em là đàn ông đàng hoàng á. Phải giỡn đâu à. Thôi bây giờ hiểu nhau hết chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. À, nói chung là mai mốt cứ muốn gặp anh Đức Huy là gặp tụi tôi. Đây. Mà báo cho biết là tháng sau là ba má anh đuổi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đuổi tụi tôi rồi. Ủa, nên liên hệ người khác. Muốn về làm sờ cô mà sờ cô không tốt, đuổi. Ủa gì kỳ vậy anh Huy? Đây. Nói hai người này dễ thương mà. Má, cái tiền hồi nãy trả lại cho anh á. Dạ. Tại vì thật sự tụi tôi muốn làm vậy cho anh ấy thôi, chứ ba má của anh Huy bây giờ không có đi coi được. Nhưng mà còn có 9.800 thôi nha. Sao vậy? 200 hai đứa chơi roulette rồi. Trời ơi. Không sao, em tặng luôn. Thôi. Chào mà. Thôi vậy được, thông cảm giùm tôi nha. Tại dạ. Nghề của tụi tôi mà. Anh cũng thông cảm cho em nha anh. Dạ. Tại cái nghề của tụi em vậy. Vâng, dầu sao cũng phải cảm ơn em. Em rất nhiệt tình. Dạ. Và bây giờ thì mọi chuyện mình còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không, bây giờ em vui bây lắm. Bây giờ con tim đã vui trở lại chưa? Dạ. Con tim đã vui trở lại. Trời ơi, vui lắm anh ơi. Đã vui trở lại chưa? Vui quá thì vui quá rồi. Con tim nó lòi ra ngoài luôn.
Lúc này con tim vui lại rồi. Vui chưa? Ôi, mình làm gì nè? Vui hát đi. Chà, con tim đã vui trở lại và tình yêu đã dâng về người. Còn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Thưa quý vị, màn hài kịch với chí tài Hoài Linh Trường Gian, và không ngờ là anh Đức Huy có một cái tài diễn kịch rất là vui. Nhưng mà cái đó thì Kỳ Duyên cũng không ngạc nhiên, vì anh Đức Huy thì bao giờ vốn ở ngoài đã tếu rồi. Và thưa quý vị, chiếc áo này một lần nữa Kỳ Duyên đang mặc là do thiết kế của Thái Nguyễn với lụa của Thái Tuấn. Xin cảm ơn Thái Nguyễn. Và quý vị đã nhớ là lúc đầu thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên có mặc một chiếc áo mà cái đuôi nó dài quá. Mà hồi nãy Cường đi đằng sau, Cường cứ sợ phải giẫm phải cái đuôi, mà giẫm vô là té hết cả hai anh em. Dạ không ạ, cái này nó vẫn có cái nơ, và lúc trước khi đi ra đây anh vẫn còn giẫm lên đuôi em đó. Người ta nói giẫm lên chân, anh cứ giẫm lên đuôi. Thôi sẵn như vậy thì em hỏi anh nè, anh Cường, là tuy là em mới làm việc với anh, nhưng mà em thấy anh là một người rất là ga lăng, rất là gentleman. Thì em hỏi anh câu này hơi khó. Như là em nói cái nhạc phẩm mà Đừng Xa Em Đêm Nay, có nghĩa là đối với Kỳ Duyên là rất khó cho một người con gái mà nói như vậy. Bản thân Kỳ Duyên thì chưa bao giờ nói câu đó rồi đó. Nhưng mà ví dụ hỏi anh là anh có thể là anh đi chơi first date, lần đầu tiên bạn bè giới thiệu với một cô nào đó. Nếu mà cô đó đẹp mà anh thích đó, mà cô nói Đừng Xa Em Đêm Nay thì cái chuyện đó quá dễ. Nhưng nhỡ cô đó không được đẹp như anh nghĩ, và anh cũng thấy là không có tương lai với cô đó, nhưng mà nàng gặp anh thì lại bị cú sét ái tình, và nàng hỏi anh là anh ơi, tối nay Đừng Xa Em Đêm Nay, thì anh phải trả lời làm sao? Hay là anh là gentleman thì anh phải ừ đại à? Thật ra thì khi Kỳ Duyên nói mà tiếng sét ái tình thì cái đó có đúng. Đối với một người đàn ông trong cái một cái xã hội văn minh như thế này thì lúc nào chúng ta cũng phải dành một cái gentle cho phái nữ. Mặc dù mình muốn đến nhưng mà mình lại không muốn đến, mình muốn rút lui, thì mình phải nói dối với cô ta. Mặc dù cái lời nói dối đó nó làm cho cô ta không bị hurt, không bị tổn thương. Anh sẽ nói làm sao? Nói dối sao? Bảo là rất tiếc là anh không đi được chơi với em ngày đêm hôm nay. Thì tại vì công việc làm của anh nên anh phải đi làm đêm hôm nay. Có thể là anh sẽ hẹn em lần khác, được không? Rồi, ngọt thế. Cô nói đêm tối khuya này anh đi làm ở đâu? Anh làm nghề gác giang. Vâng. Và thưa quý vị, khi chúng tôi hỏi anh Đức Huy thì giọng hát nào mà anh nghĩ là thích hợp cho dòng nhạc của anh, thì anh nói rằng là cái giọng hát không quan trọng bằng cái linh hồn của cái người gửi cái hồn vào bài hát. Nhưng thưa quý vị, người nữ ca sĩ mà chúng tôi sắp giới thiệu đến quý vị thì không những chị có cái hồn nhạc lai láng, mà cái kỹ thuật của chị cũng sánh đôi để chuyên trở cho cái dòng nhạc của anh càng ngày càng lên cao hơn. Thưa quý vị, nhạc phẩm Xin Một Ngày Mai Có Nhau, tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Hà. Một buổi chiều ướt cơn mưa, còn lại đây sương mù đường vắng tiễn đưa. Những kỷ niệm chợt như thoáng mây, những ước mộng chắp cánh xa bay. Còn lại đây hàng cây lá sâu đông, còn lại đây cung đàn buông tiếng tơ lòng. Nhớ nụ cười hồn như ngất ngây.
vời vợi lời hò hẹn có hay. Xin cho em một lần được mơ thấy anh, một lần được gọi tên anh, một lần được nhung nhớ anh. Xin một ngày mùa xuân nắng hồng, ta cùng về chung lối mộng. Xin một ngày mai có nhau. Còn lại đây một buổi chiều ướt cơn mưa, còn lại đây sương mù đường vắng tiễn đưa. Nhớ nụ cười hồn như gió bay, xa vời vợi lời hò hẹn có hay. Xin kính chào quý vị. Khánh Hà thật là vui khi được đứng sân khấu này ngày hôm nay, vì anh Huy đối với Khánh Hà cũng như là người anh. Và hơn thế nữa, Khánh Hà rất là mến mộ những tác phẩm của anh. Và bởi vì thế Khánh Hà thâu rất là nhiều bài của anh. Chúc mừng anh Đức Huy. Và cũng xin cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã cho chúng ta những cuốn video thật là tuyệt vời, và nhất là những cuốn nhạc chủ đề để đời. Xin mời các quý vị. Chàng có tay thật lớn cho phần trình diễn tuyệt vời của Khánh Hà. Vâng. Thưa với anh Đức Huy, như thế này, đến tuổi như thế này rồi thì cái triết lý sống của anh ra sao mà Cường vẫn thấy anh thản nhiên và yêu đời như ngày xưa? Thưa quý vị và thưa anh Cường, tôi nghĩ là làm sao mà ai biết trước được cái chuyện ngày mai. Còn cái chuyện ngày mai, chuyện ngày hôm qua thì nó đã qua rồi. Thì tôi lúc nào tôi cũng cứ chủ trương là mình phải sống cho trọn vẹn cái ngày hôm nay, từ ngày một. Cũng không có nghĩa là mình không toan tính tương lai, nhưng mà tôi không đồng ý với cái kiểu như là mới đẻ được đứa bé khoảng 2 tuổi mới biết đi đường tí là đã lo tìm xem cái trường đại học để mà cho cháu đi học mai mốt. Rồi. Thì tôi thấy cái đó là hơi sớm quá. Và lạc quan. Vâng, lúc nào tôi cũng thích sống lạc quan, nghĩ đến cái phía đi về cái phía đường mà nó có nắng, chứ không thích đi cái đường mà nó có bóng. Vâng. Và rồi thì cái câu lúc nãy mình chia sẻ đấy là mỗi lần mà gặp cái gì mà không ưng ý là tôi nói là chuyện có thể tệ hơn các bạn ơi. Thế thì mình cứ thêm chi tiết vào, ôi dồi nó tệ lắm luôn đấy. Vâng.
Theo như anh nói thì nếu mà mình đi vào những con đường nắng thì khi gặp trời mưa thì mình lấy cái dù mình che vào anh. À không, nếu mà trong cái cơn nắng hạn mà được cơn mưa thì còn gì bằng. Vâng. Vâng, và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình 50 năm âm nhạc Đức Huy tối hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu quý vị nhạc phẩm Tình Yêu Vội Đi qua tiếng hát của nam ca sĩ Bằng Kiều. Bước ra đi, hãy để cho anh là người nói câu biệt ly. Tiếc nuối làm gì, xót xa làm gì khi tình yêu vừa đến đã vội đi. Hãy để cho anh trọn vẹn vỡ nát con tim, hãy để cho anh là người còn mãi yêu. Nhức nhối làm gì, buốt đau làm gì khi tình yêu vừa đến đã vội đi. Mong sao với bóng đêm, hãy để cho anh chìm dần vào vùng lãng quên. Níu kéo làm gì, ước mơ làm gì khi tình yêu đã vội đi.
tình yêu vừa đến đã vội đi. Ông Kiều xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Anh, đây là một trong những nhạc phẩm mới của anh. Vâng. Và trong chương trình này thì anh có... Thưa quý vị, trong chương trình này có 6 bài mới, tương đối là mới, không được thâu trong cuốn Paris bài này 33, cách đây 19 năm. Vậy thì trong cái nhạc phẩm này, cái ý chính mà anh muốn gửi đến qua cái tác phẩm này là cái gì ấy? Tình yêu vội đi. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta có những trường hợp, có những tình huống mà mình gặp một người, mình đặt niềm tin ngay. Mình gặp một người, mình phải lòng ngay, mình yêu ngay. Thế nhưng mà không đầy, nghĩa là 73, 21 ngày thì mình mới tìm ra là cái đó không thật, người đó không thật. Thì tôi mới bảo là thế còn may hơn, nó còn thể, có thể tệ hơn. Nếu mà ở với người ta 3 năm rồi mới biết thì có phải tệ hơn là 3 tháng không ạ? Thì thả nó vội đi còn hơn. Vâng, vội đi thì mình phải cảm ơn. Bởi vì mình kết thúc, mình đóng một cánh cửa để mà có dịp mở một cánh cửa khác. Thì cái mà như anh nói đó, nó vội đi để cảm ơn, nó cũng giống như là cái ý một cái bài mà em thích vô cùng, là bài Giống Như Tôi. Vâng. Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối. Là tại vì sao? Tại vì yêu nhầm người. Bởi vì nàng chỉ thích đùa vui. Tình yêu là nước mắt, nàng không khóc cho ai cơ mà. Thành ra cái người đó rước được nàng đi là mình nên mừng. Vâng, rước được cái của nợ hộ mình thì còn gì bằng. Anh là một trong những tác giả mà anh cứ nói với em là ca sĩ hát bài của anh phải hát đúng lời. Tại vì cái lời mà nó sai hay nó hát trước hát sau thôi là đã hoàn toàn thay đổi. Anh có thể đưa một cái ví dụ cụ thể nó không? Nó mất ý nghĩa mà nó mang tiếng tôi nữa. Rồi, ví dụ. Một trong những cái bài hát mà các bạn thường hay đi hát karaoke hay là hát với nhau là bài Đường Xa Ướt Mưa. Thế vào là đêm nay thời gian đứng im lắng động cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng, rồi về sau quặn cuối mới là đuối trong giấc mộng, mà khúc mà trong cơn ngủ quên chứ không phải trong cơn ngủ say. Có người hát trong cơn ngủ say ngáy ỏ. Không, thế thì mà mới vào bài mà đêm nay thời gian đứng im lắng động cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng, thế có phải mang tiếng tôi không? Là chưa làm gì mà đã chưa gì rồi. Mà đã đuối ăn tùng ra như thế thì chưa gì mà đã đuối rồi thì mang tiếng anh thật. Vâng, và còn một cái nữa, nó cũng không quan trọng, nhưng mà nếu mà ngắt câu thưa quý vị mà không đúng chỗ thì nó kỳ cục lắm. Chẳng hạn như cái bài mà Sao Vẫn Còn Mưa Rơi đó. Là sao? Em đi làm nhung nhớ thì không, có người là hát em đi làm anh nhung nhớ. Có tác thiên không? Em đi làm anh ở nhà thôi. Anh đi làm rồi anh vâng, ở nhà nhung nhớ. Vâng, nó ngắt rồi. Nó cũng lạ lắm. Vâng. Đúng rồi, thành ra phải đúng chữ và đúng ngay cái hơi cái nhát nhịp để vâng. Ý chữ. Bây giờ xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm mà chính Kiều Duyên yêu thích vô cùng, Giống Như Tôi, qua phần trình diễn của Mai Tiến Dũng. Vừa nghe rằng nàng có người yêu, một người yêu mới, một người thay thế tôi. Và nghe hai người đang hạnh phúc, cặp kè sát bên nhau, giống như tôi lúc đầu. Đùa vui, nàng chỉ thích đùa vui, tình yêu là nước mắt, nàng không khóc cho ai. Ngày mai khi ngày vui vừa dứt, nàng ngoảnh mặt bước đi, nhưng không có chuyện gì. Tội nghiệp người ấy, nào người đâu có hay. Thật tội nghiệp người ấy, sẽ nên mùi đắng cay. Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối. Lại một
Vừa nghe rằng nàng có người yêu, một người yêu mới, một người thay thế tôi. Và nghe hai người đang hạnh phúc, cắt kè sát bên nhau, giống như tôi lúc đầu. Đùa thôi, nàng chỉ thích đùa thôi. Tình yêu là nước mắt, nàng chẳng khóc cho ai. Ngày mai khi ngày vui vừa dứt, nàng ngoảnh mặt bước đi như chưa có chuyện gì. Nhưng dù tôi có nói chẳng gì người ấy tin, mà dù tôi có khuyên lấy gì người ấy nghe. Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thắng đen tôi. Lại một người nữa giống như tôi, lạc vào vòng mê muội. Lại một người nữa giống như tôi, chết thêm một nạn nhân mới. Một người cùng chung một số phận, một người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối. Lại một người nữa giống như tôi, lạc vào vòng mê muội. Lại một người nữa giống như tôi, chết thêm một nạn nhân mới. Một người cùng chung một số phận, phải nói rằng là anh Đức Huy không phải là chỉ là một nhạc sĩ, một ca sĩ, một photographer, nhưng mà một cái đặc điểm của anh mà ít ai biết là anh nấu ăn ngon tuyệt vời. Hôm mà anh tới nhà Kỳ Duyên để làm chương trình thì nấu ăn, thì anh nấu, thì Kỳ Duyên mới chợt nghĩ ra quay một cái clip nhỏ bỏ lên Facebook. Mà thưa quý vị, cho tới ngày hôm nay thì cái clip đó, cái clip anh Đức Huy nấu ăn đó đã được gần 2 triệu người vào coi. Tôi nấu, thưa quý vị, tôi nấu món tôi làm cái gà xé phay. Nhưng mà cái cách anh nấu đó rất là nhanh, rất là gọn, vừa làm vừa rửa chén là gọn vô cùng. Thì nói thật với anh đó, đối với em đó, đó là cái hình ảnh lý tưởng nhất của người đàn ông. Tôi thật hoàn toàn đồng ý. Người đàn ông mà đảm đang ở trong bếp đó là nó có một cái gì rất là dễ thương. Vâng, chẳng những nấu mà Kỳ Duyên xem bàn tay anh trông có được không? Đẹp, đẹp. Đến tuổi này mà bàn tay còn được như thế này. Tại sao? Thưa quý vị, trung bình là một tuần phải 3-4 lần nhúng vào cái nước rửa bát thì tay mới đẹp được. Có nghĩa là vừa nấu vừa rửa chén hả? Vâng. Nhưng mà em nghĩ là cái đó là đúng. Tại vì em nghĩ là đàn ông cũng nên vào bếp phụ vợ. Chứ còn nếu mà thời bây giờ, em không biết là thời trước thì sao chứ bây giờ mà Kỳ Duyên mới nói cái chuyện này thì nó hơi trễ rồi. Ủa vậy hả? Là tại vì đừng quên là năm nay 2016 thôi quý vị. Và bây giờ là tôi nghĩ là nam nữ bình quyền trong cái việc mà đi tìm hạnh phúc, cũng như là chia sẻ những cái gánh nặng mà cho gia đình. Và tôi rất không ưng ý. Và tôi rất không ưng ý là có những người đàn ông cứ về nói chuyện là vợ tôi chẳng làm gì cả, cứ ở nhà. Nhưng mà họ đâu có biết là cái việc nội trợ đó nó còn cực nhọc, nó còn khó gấp mấy những cái công việc mà quý ông đi làm, đúng không ạ? Người ta hỏi công việc nào mà không được nghỉ một ngày nào trong năm, phải bỏ ăn nhá, rồi nhiều khi không được đi toilet, mà không được lãnh lương, không được nghỉ một ngày nào, chỉ có những bà mẹ, những bà nội trợ. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho những người làm việc mà không ai biết là cái việc của người ta khó nhọc như thế nào. Không mà tôi nói, xin cho tôi nói, tôi đang cao hứng, là tôi nghĩ đó là nếu mà gia đình muốn có hạnh phúc, muốn ở với nhau, yêu em dài lâu đó, thì chẳng những là phải chăm sóc, nâng niu nhau, nhưng mà phải còn trân trọng, quý trọng nhau. Và đừng có bao giờ xem cái người kia là
đó là chuyện bình thường, không có người này tôi có người khác. Còn lâu các bạn ơi, tìm được một người lý tưởng, một người vợ mà biết chăm chồng nuôi con khó lắm. Chúng ta hãy biết chúng ta có cái gì để mà cảm ơn trời đất đi. Anh ơi, nước Mỹ đang tới thời kỳ mà ứng cử, mà anh mà ra ứng cử tổng thống mà anh nói như vậy là tất cả đàn bà đều vote cho anh rồi đó. Dạ thưa quý vị, sở dĩ tôi hăng hái nói như thế là bởi vì tôi cũng mới lập gia đình lại cách đây khoảng 5 năm. Và hiện giờ thì chúng tôi có một cháu bé đã 3 tuổi rưỡi. Và tôi thấy là cái việc mà bây giờ vợ tôi ở nhà chăm sóc suốt ngày để cho nhà cửa tươm tất, rồi tôi đi làm, tôi đi show về, không có một cái gì mà tôi phải thắc mắc, rồi tôi chỉ việc ăn xong rồi tôi phè ra. Thế tôi bảo là tôi còn sướng hơn tiên cơ ạ. Và thế thì tôi nghĩ là nếu mà cả hai người cùng chung sức và nhìn về cái tương lai của đứa bé đó, chúng ta đâu có thể biết là mai mốt rồi cháu lớn lên như thế nào. Ông nội của Obama làm sao biết là mai mốt là thằng con trai của mình đẻ ra một người sẽ làm tổng thống nước Mỹ, đúng không quý vị? Vâng, thế thì tất cả cho tương lai của con. Đã. Vâng, thưa quý vị, anh nói một hơi mà em thấy quả thật là anh nói với tất cả cái tâm tư. Tại vì cái Duyên biết thật, không phải là anh Đức Huy nói đây chỉ để nịnh đầm. Nhưng mà quả thật là anh là rất là giỏi giang trong bếp và lúc nào cũng phụ trong bếp hết. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ trở lại chương trình văn nghệ. Một nhạc phẩm Mãi Một Mình, một lát nữa đây anh lại phải cắt nghĩa tại sao lại Mãi Một Mình, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung.
tình cơn mê. Thật trong vắng người đêm giá lạnh, thật lạ sao ta mãi một mình. Thật trong vắng người đêm giá lạnh, thật lạ rất nhiều. Thank you. Vâng, và cũng xin chào đón Nguyễn Hồng Nhung đến với sân khấu của Thúy Nga. Chắc cái bài này là không phải anh viết dựa trên tâm sự của anh rồi. Tại thưa quý vị, một người đàn ông lý tưởng như vậy, với tất cả những cái sự trình bày của anh, tôn trọng phụ nữ, tôn trọng người vợ và lại giỏi giang trong nhà, thì em không nghĩ là anh có thể nào mãi một mình được. Tại vì một người, mẫu người đàn ông như anh thì chưa buông ra đã có người muốn chộp rồi, thì làm sao mà một mình lâu được. Thưa quý vị, đúng là bài này tôi viết cho người nữ. Vâng. Và tôi nhận thấy là cả nam cả nữ cũng thế. Nhiều khi chúng ta cô đơn không phải bởi vì không có ai đoái hoài đến chúng ta, nhưng mà bởi vì chúng ta đã chọn cái sự cô đơn. Tại sao? Tại vì chúng ta đã chán với gặp những cái gần gần giống tình yêu, gần gần giống cái gì thật. Thế thì có người đã nói với tôi là thà em không đội mũ đi ra đường nắng em chịu, chứ còn đội cái mũ mà nó không vừa, nó vặn, nó hằn cái đầu, nó còn nhức đầu thêm. Thế thì trong cái bài này tôi viết cho những người mà đã chấp nhận cái sự cô đơn của mình tạm thời thôi. Họ chờ đến một ngày cái tình yêu thật nó đến thì họ sẽ giữ lại. Còn trong trong khi mà chờ đợi đó thì không, cứ một mình đấy mà yên thân. Và thưa quý vị, đây là một nhạc phẩm, hình như cũng là nhạc phẩm mới của anh. Vâng, vâng. Bài mới nhất. Bài mới nhất của anh. Thưa quý vị, Yêu Lần Đầu, qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Tóc Tiên. Anh có đến ôm em trong tay dưới áng đêm?
ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Có lẽ là em nghĩ là ít có ai mà có thể thể hiện được cái bài dễ thương này hay như là Tóc Tiên, tại vì cái dáng rất rất là nhí nhảnh, rất là xinh tươi. Em hỏi anh nè, yêu lần đầu và yêu lần cuối, cái nào anh thấy là quý giá hơn và đáng trân trọng hơn? Tôi thì nghĩ là cứ được yêu là tốt rồi. Lần đầu hay là lần cuối, có thể là lần cuối nó có nhiều kinh nghiệm hơn. Lần đầu tiên thì chắc là cũng chưa biết gì. Và mà có thể lần đầu tiên nó có nhiều kỷ niệm hơn, và trong cái chưa biết gì nó có nhiều cái dễ thương hơn. Vâng, vâng. Chả thế mà anh cứ nghĩ như nào, mấy ông đó, ví dụ mà anh có một người yêu thì anh cũng muốn là có thể anh là người đầu tiên đến, người yêu đầu tiên của cô đó, hay là cùng lắm là người yêu thứ hai hay thứ ba thôi. Anh đâu có muốn được biết là anh là người yêu cuối cùng mà có thể cô đã đi qua có 10 người rồi mới tới anh. Nghĩ cho cùng tôi nghĩ là an toàn hơn là nếu mà mình cứ hy vọng mình là cái người yêu cuối cùng. Đúng không ạ? Nói cho cái đầu tiên là sẽ còn nhiều người khác ABCD lắm. Đúng rồi. Đó. Là mình là người yêu cuối cùng của cô ta và cô ta là người yêu đầu tiên của mình. Vâng. À, ok rồi. Nói sao mà sướng thế. Bây giờ nói nè, anh em vẫn quảng cáo với mọi người là thưa quý vị, anh Đức Huy là vua nói lái. Tại vì anh rất thích nói lái. Thành ra bây giờ anh có câu nói lái nào mới không? À, trước đây thì đã trình bày với quý vị là ví dụ mà gặp chị Khánh Hà thì anh cứ nói là Khánh Hà độ này ăn khá hành. À, gặp chị Ái Vân thì phải ấn vai. Gặp anh Nam Lộc thì sao? À, nói rất hay mà nay rất hói. Vậy thì anh dạo này anh còn cái gì mỡ ốc? Anh nói anh gặp em là gì? Anh là Đức Huy, còn em là gì? Dạ, Đức Huy là tôi, còn đây là Đức Nhẹp. Đẹp nhất. À, thấy không? Nghe Đức Nhẹp thì mình cũng hơi ngợ ngợ, nhưng mà nói lại đẹp nhất thì tha thứ. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ hai nhạc phẩm vui nhộn nói về tình yêu và tất cả những cái tràn đầy hy vọng. Yêu Anh Dài Lâu qua phần trình diễn của Diễm Sương và Luôn Luôn Mãi Mãi qua tiếng hát của Quỳnh Vy.
dàng đâu. Em sẽ là chim hót nếu anh là cơn gió. Em là cây lá rụng báo tin mùa thu sang cho đôi mình quen biết. Bóng trăng tròn hay khuyết cho chúng mình nên duyên. Mình như hình với bóng sóng vỗ. Nếu anh là nhung nhớ, em là đêm mất ngủ, tuyết rơi phủ mùa đông. Anh sẽ là chăn ấm quấn em mềm trong tay. Bây giờ Kỳ Duyên xin được mời một ca sĩ nữa ra đây để nói về cảm nghĩ về nhạc của anh Đức Huy, vì có thể nói là đây là lần đầu tiên anh hát của nhạc của anh Đức Huy. Xin mời quý vị chào đón nam ca sĩ Quang Dũng. Thưa Quang Dũng, chắc cái đầu tiên mà Kỳ Duyên muốn hỏi là Kỳ Duyên rất ngạc nhiên vì cái dòng nhạc mà Quang Dũng thường hát vẫn là dòng nhạc tình, dòng nhạc trẻ, dòng nhạc tình, dòng nhạc lãng mạn. Mà tại sao cho tới bây giờ thì Quang Dũng mới hát? Trước đây thì có hát một bài mà hát chung với lại chị Y Lan, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Quang Dũng mới thật sự gọi là hát cả một bài solo của nhạc anh Đức Huy. Đáng lẽ Kỳ Duyên phải nghĩ là cái sự kết hợp này nó đã phải xảy ra từ lâu rồi chứ. Trước tiên xin cho Quang Dũng được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Xin được gửi lời chào đến chị Kỳ Duyên. Phải nói là ngay từ lúc bé thì là Quang Dũng đã yêu thích những bài hát, những bài tình ca của nhạc sĩ Đức Huy.
dẫu có muộn màng nhưng mà trễ còn hơn không, trễ còn hơn không. Và trong chương trình này thì chắc chắn là Quang Dũng làm quen và nghe rất nhiều những câu bài của anh Đức Huy, và nhất là trong cái bài thâu này Sao Vẫn Còn Mưa Rơi, thì cái cảm nghĩ của Quang Dũng về nhạc của anh Đức Huy là sao? Phải nói là từ trước đến giờ thì trước đây âm nhạc Việt Nam thường có một giai đoạn là chỉ nghe nhạc nhạc Tiền Chiến, nhạc Phạm Duy, nhạc Trịnh Công Sơn. Thì âm nhạc của nhạc sĩ Đức Huy là một cái cách rất là mới mẻ trong cái thời sau này. Chính vì thế mà tất cả những bài hát của anh Đức Huy được giới trẻ rất là yêu mến, và có những bài hát mà giới trẻ đã thuộc nằm lòng. Chính vì thế mà chương trình ngày hôm nay Quang Dũng rất là vui khi được trung tâm đã giao cho một bài hát. Mà bài hát này thì là trước đây quý vị nghe hầu như là những giọng hát nữ. Đây là lần đầu tiên bài hát được thể hiện ở một giọng hát nam. Vâng, và xin mời quý vị thưởng thức Sao Vẫn Còn Mưa Rơi qua tiếng hát của Quang Dũng. Và Kỳ Duyên chắc chắn rằng Quang Dũng sẽ mang lại một cái phong cách mới lạ cho một cái bài tình ca quen thuộc. Thank you.
vẫn còn ôm ấp mãi cuộc tình đã xa đi. Sao mưa vẫn còn rơi răng mắc lối anh về. Dù là đắng cay anh vẫn yêu người ơi, ơi vẫn đợi vẫn chờ. Hết rồi trời vào thu, nhìn hàng cây chút lá, những tháng dài chờ trông, từng ngày em vắng xa. Trên con đường anh bước, một chiếc bóng đơn côi. Bây giờ là tháng mười, sao vẫn còn mưa rơi. Bây giờ là tháng mười, sao vẫn còn Quang Dũng xin chân thành cảm ơn, xin quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì quý vị biết là nam ca sĩ Quang Dũng là một người mới làm quen với nhạc của nhạc sĩ Đức Huy. Bây giờ Kỳ Duyên lại xin mời một người không những quen với nhạc của anh Đức Huy mà phải có thể nói rằng là một người quen lâu đời nhất với anh Đức Huy trong các ca sĩ mà chúng ta gặp trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị chào đón nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Xin chào quý vị, xin chào cô Kỳ Duyên. Chào anh. Thưa quý vị, Kỳ Duyên nói là anh Tuấn Ngọc là quen lâu nhất với anh Đức Huy, lâu thời gian lâu nhất là tại vì năm mấy là anh lập ban nhạc Strawberry Four với lại anh Đức Huy, với lại anh Tùng Giang và anh Billy Shang, phải không anh? Nếu tôi nhớ không lầm thì là vào năm 1969. Wow, có nghĩa là anh đã quen với anh Đức Huy có lẽ còn trước đó nữa rồi mới lập ban nhạc chung. Quen từ hồi còn học mẫu giáo. Vậy bây giờ em hỏi là anh là trong suốt thời gian đó là một người bạn, một người đồng nghiệp, thì anh thấy là anh Đức Huy có cái gì thay đổi? Thường thường những người càng lớn tuổi đó thì càng khó chịu. Nhưng mà anh Đức Huy thì ngược lại, càng lớn tuổi anh càng dễ chịu. Nhưng mà cũng có thể là tại vì hồi anh còn trẻ đó, anh khó chịu quá. Không còn thấy có thể nào khó chịu hơn thành ra bây giờ. Và còn có một cái điểm gì, hai anh đã từng lập ban nhạc chung rồi hát chung rồi lại là bạn bè thân, thì anh thấy ở anh Đức Huy với anh có cái điểm gì giống nhau ngoài cái điểm mà anh khó chịu mà hết khó chịu mà bây giờ anh thì vẫn còn khó chịu? Rồi em hỏi là anh thấy cứ hai người có một cái điểm gì giống nhau không? Độ sau này tôi thấy tôi với Huy có nhiều điểm giống nhau lắm. Nhất là cái càng ngày càng già. Anh ơi, càng ngày càng già thì ai cũng càng ngày càng già cả. Không chỉ riêng anh với anh Huy đâu. Nhưng mà có một cái này em ngạc nhiên. Anh đã chơi thân với anh Huy từ bao nhiêu chục năm mà hình như anh ít khi hát nhạc của anh Huy. Những bài nhạc mà anh thường hát là của Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng. Tại sao cho tới bây giờ hình như đây là bài hát đầu tiên mà anh hát của anh Đức Huy? Cũng không phải là bài đầu tiên đâu, nhưng mà cũng bài thứ nhì. Thứ nhì trong mấy chục năm nay. Vâng. Là vì tôi có nghe có một lần người ta phỏng vấn anh Đức Huy. Anh Đức Huy anh nói là hai ca sĩ mà anh rất thích để hát nhạc của Đức Huy đó là Khánh Hà và anh Tú. Thành ra khi tôi nghe như vậy thì tôi
Dĩ nhiên là anh em, chỗ anh em quen biết nhau thì tôi nhường. Nhường. Nhưng mà tối nay thì chắc chắn là anh sẽ hát và em chắc chắn là anh sẽ chinh phục được anh Đức Huy. Để lần sau mà nghe tới tiếng hát nào hợp nhất là phải có tên anh trong đó. Nhé. Để mình nghe bài này xong rồi mình mới biết. Vâng, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Như Đã Giấu Yêu qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Kỳ Duyên thì không biết là anh Đức Huy nghe xong và quý vị xong, chứ Kỳ Duyên thì vốn đã mê tiếng hát của anh Tuấn Ngọc, nên anh có hát nhạc gì đi nữa thì chắc chắn sẽ có sự ủng hộ của em. Trong đôi mắt anh em là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc em giấu yêu. Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về anh. Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng ngày hè bên em. Tình mình đến rất nhanh. Anh sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau, rộn ràng như đã giấu yêu từ thuở nào. Anh đến với em với tất cả tâm. Tất cả trái tim ta đến với nhau, muộn màng cho đớn đau, một lần cho nhớ thương dài lâu. Trong đôi mắt anh em là tất cả, là niềm vui, là mộng ước. Trong thoáng giây anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã giấu yêu từ thuở sau khi nghe anh Tuấn Học hát bài này làm sao? Tôi buông cho ông lái, tôi bái ông luôn. Thưa quý vị, thật ra thì nhạc phẩm Như Đã Giấu Yêu này
Đây là một bài hát mà rất tâm đắc đối với Nguyễn Mạnh Cường. Có thể là bài này nó na ná giống như mình. Bạn đang có cuộc tình tay ba tay tư hay sao? Khó đấy, nói ở đây lắm. Tay ba nghe đây rồi, ba người đứng đây. Nhức đầu lắm bạn ơi. Nhạc phẩm kế tiếp phải làm nói là một nhạc phẩm mọi người biết đến nhiều nhất của anh, Người tình trăm năm. Vâng. Bây giờ anh có thể nói thêm về Người tình trăm năm là mà tại sao nó là trăm năm? Và thưa quý vị, tôi nghĩ là sau bao nhiêu kinh nghiệm học hỏi 50 năm yêu rồi thì vỡ tim nhưng mà vẫn cứ tiếp tục yêu. Thì tôi nghĩ là trong tình yêu nếu mà chúng ta muốn hạnh phúc thì chúng ta không thể nào thiếu hai cái chữ mà là trọn vẹn. Bởi vì thế mà một lần đã trọn vẹn hiến dâng thì nó mới được trăm năm, chứ còn mà 100 lần mà không lần nào trọn vẹn thì tiếc lắm quý vị. Đúng cái nhạc của anh, cái bảo, lời. Bảo thế hạnh phúc chưa? Sắp rồi, gần đến nhưng mà chưa được hạnh phúc thế. Mà cái câu này có nhiều người họ không để, cứ nghe là người tình trăm năm. Nhưng mà thật sự ra đây là người tình chứ không phải người vợ trăm năm. Tại sao không là người vợ, người tình trăm năm thôi, phải không? À, thôi chúng ta nên ngưng nghe. Rồi. Và thưa quý vị, cũng nhân dịp này tôi xin gửi lời cảm ơn. Thứ nhất, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành vì những công sức mà Paris by Night, Thủy và Thi cùng ekip đã gọi là rất là tận tụy với cuốn băng này. Và thưa quý vị, có thể nói là đêm nay là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi. Đêm hôm nay có nhiều điều rất mới đối với tôi. Lần đầu tiên tôi được làm việc với một ekip chuyên nghiệp đã cho chúng ta suốt bao nhiêu năm qua những cuốn video rực rỡ, huy hoàng, tăng thêm cái văn hóa của người Việt Nam ở khắp mọi nơi. Và tôi rất hân hạnh là được một phần của cái công việc đó. Và hôm nay thì chẳng những là Thủy và Thi, nhưng mà cả ekip ở dưới ai cũng làm việc hết sức, ai cũng cháy hết mình. Và cái điều sướng nhất cho tôi là tôi được làm việc với 20 mấy ca sĩ và có rất nhiều người chưa bao giờ hát nhạc Đức Huy. Và khi mà tôi nghe lại những cái bài hát này dưới một cái lối hòa âm mới, được sự chăm sóc mới, thì tôi có cảm tưởng như là đã lâu lắm rồi tôi không được gặp những đứa con tinh thần của mình. Và bây giờ thì bọn nó lớn hết rồi. Và bây giờ nhờ Paris by Night mà mỗi đứa nó có một cái sắc thái riêng, một cái đẹp mới. Tôi không thể nào mà nói lời biết ơn hơn được. Xin cảm ơn. Và chưa, và sau cùng, yếu tố quan trọng nhất, yếu tố mà đã giữ cho tôi vẫn còn tiếp tục mải mê với âm nhạc là cái sự hỗ trợ tinh thần của quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã dành cho những bài hát Đức Huy và Đức Huy những cảm tình đặc biệt trong suốt bao nhiêu năm qua. Và chương trình năm nay 50 năm âm nhạc Đức Huy không có nghĩa là tôi sẽ dừng đâu quý vị. Tôi còn đang cháy bừng bừng. Vậy xin hẹn gặp lại trong quý vị trong chương trình 50 năm nữa. Vâng. Âm nhạc Đức Huy. Vâng. Không, đối với Nguyễn Mạnh Cường thì Cường đã thấy là anh Huy có cái nhiệt huyết và trông anh thản nhiên coi như không có gì xảy ra cả. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ có, chắc chắn là sẽ có chương trình âm nhạc Đức Huy 60 năm hoặc là 70 năm. Phải không thưa quý vị? Dạ, xin cảm ơn trước ạ. Và một lần nữa, trước khi giới thiệu bài này thì Nguyễn Mạnh Cường cũng có nhắc với các ca sĩ là anh Huy, anh hay có cái câu nói hay nói lái, tức là người tình trăm năm, nhiều khi lại lộn ra là người tình 500. Hay không, cái đó là nó ngược. Và bây giờ tôi nghĩ là đúng nhất phải là người tình 500 năm. 500 năm, vâng, đúng, đúng ý nghĩa là 500 năm. Và thưa quý vị, bản nhạc Người tình trăm năm sẽ được thể hiện qua sự trình bày của Hoàng Mỹ An. Đến một ngày
nhiều hạnh phúc cho em luôn luôn được gì em muốn. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay nhiều như những gì mình đã có, một lần đã tròn vẹn hiến dâng với anh, em mãi là người tình trăm năm. Thưa quý vị, nhạc phẩm Người tình trăm năm cũng đã vừa kết thúc chương trình 50 năm âm nhạc Đức Huy ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thật nhiều đã theo dõi chương trình. Và một lần nữa, xin thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị đêm nay. Chúc quý vị ngủ ngon, chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Và Kỳ Duyên xin mời tất cả các ca sĩ, các vũ công, everyone come on down để xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị.